chương 3820, đoàn thiên tài của yêu tộc. Nhìn thấy còn có vài món nội y sát người, Lăng Hàn không khỏi nhe răng nhếch mép. Cái này có chút cay mắt, hắn thử thu hồi pháp khí không gian này vào trong dưỡng nguyên hồ lô, lại phát hiện không có cách nào làm được. Suy nghĩ một chút, Lăng Hàn lấy đồ bên trong pháp khí không gian ra ngoài, sau đó chôn ngọc bội ở trong rừng cây nhỏ. Nếu chẳng may bích tiêu công chúa chạy đến nơi đây đặc biệt lục soát cũng không cần lo lắng. Mà sau khi chuyện này qua đi, có thể sử dụng pháp khí không gian này. Sau đó, tay hắn lấy ra một bảo quả gặm, hắn cần phải nhanh chóng tu luyện tới cực cốt cảnh, thiên hải tình hình như lại sắp nghênh đón một lần đại bạo phát. Mà lần này có thể sẽ hoàn toàn giải phóng kinh cầu này, khôi phục lại thời kỳ cường thịnh năm xưa. Cho nên, hắn phải nắm cơ hội quật khởi này, thực lực của hắn càng mạnh, vậy cơ duyên chiếm vào trong tay dĩ nhiên lại là càng lớn hơn. Hắn liều mạng tu luyện, ngoài dự đoán của Lăng Hàn chính là tuy rằng bích tiêu công chúa bị mất trộm, lại không có gióng chống khua chiêng triển khai lục soát. Hình như căn bản sẽ không có phát sinh chuyện này, người mỹ nữ này thật đúng là lòng dạ thâm trầm, đế đô lại khôi phục cảnh ca múa mừng thái bình ngày xưa. Bích tiêu công chúa bắt đầu cho thấy mị lực vô cùng của nàng. Hiện tại không chỉ tất cả các hoàng tử đều bị mê tới thần hồn điên đảo, cho dù là mấy đại soái cũng giống như cây già một lần nữa nảy mầm. Toàn bộ đế đô hình như chỉ còn lại có một cái tên. Đó chính là Bích Tiêu Công Chúa, che lấp cả lăng hàn, che lấp cả hồng thiên bộ. Đồng thời, yêu tộc cũng phái ra một sứ đoàn qua. Toàn bộ đều do thiên tài trẻ tuổi trong Việt Triều tạo thành. Điều này cũng gây ra một trận phong ba tại đế đô. Nhân tộc có hồng thiên bộ, có lăng hàn, như vậy yêu tộc lại còn có yêu nghiệt thế nào? Lăng hàn không để ý đến, hắn chính là liều mạng tu luyện, ở dưới bảo quả ủng hộ, lăng hàn tiến cảnh vô cùng mạnh mẽ. Vốn phải ba tháng mới có khả năng đạt được thất biến đỉnh phong. Hiện tại, ba ngày là đủ rồi. Quả nhiên, ba ngày sau, Lăng Hàn đã đạt đến thất biến đỉnh phong. Lăng Hàn không vội vàng đột phá, cho dù là thiên địa bảo quả cũng không thể thật sự thay thế khổ luyện. Như vậy lực lượng không đủ vững chắc, hơn nữa, đây chính là thất biến đỉnh phong, tiếp theo chính là đột phá đại cảnh giới. Cho dù là khổ luyện hơn nữa, cũng phải quay đầu rèn luyện thật tốt. Có nhị hoa quan sát chú ý cho Lăng Hàn, Lăng Hàn tin tưởng mình có thể đánh bóng thất biến tới mức hoàn mỹ. Đúng lúc này, đoàn sứ giả của yêu tộc cuối cùng đã tới. Đây là đội ngũ 100 người, nữ có nam có. Tất cả đều rất trẻ tuổi, cho dù yêu tộc đã xưng thần, nhưng những người này lại vẫn cương quyết. Trên thực tế, bọn họ quả thật có tư cách để cao ngạo. Cao thủ đứng đầu của đoàn sứ giả tên là Hồ Nhị. Có người nói hắn đã là cường giả tầm bí cảnh, chỉ là bởi vì hoàn cảnh thiên địa không cho phép mới không thể đi vào cảnh giới càng cao hơn. Tuổi tác của hắn chính là 27 tuổi thiên phú như vậy, sợ rằng hồng thiên bộ cũng phải chố mắt nhìn theo, không thể không phục. Dưới hồ nhị, lại có ba gã cường giả khai khiếu cảnh, theo thứ tự là hồ thái phong, hùng bạo, ưng phá không, đều ở dưới 30 tuổi. Xuống dưới nữa chính là tồn tại minh văn cảnh, chộp một cái là được một đống. Dưới sự so sánh như vậy, nhân tộc bên này ở dưới 30 tuổi thẳng tiến tới minh văn cảnh liền chỉ có một mình hồng thiên bộ. Điều này, có phần vô cùng thê thảm, đều nói yêu tộc ở võ đạo sơ hưng tiến cảnh rất mạnh, quả nhiên không phải khoe khoang hồ thái phong hùng bạo ưng phá không vừa đến lập tức liền đưa ra lời khiêu chiến về phía hồng thiên bộ bọn họ nói là có thể áp chế tu vi cùng hồng thiên bộ luận bàn một chút nhưng hồng thiên bộ lại không có mặt ở đế đô tất nhiên không có cách nào đáp lại hồng thiên bộ không ở đây nhưng lăng hàn ở đây cho nên đầu mâu lập tức nhắm ngay vào lăng hàn yêu tộc buông lời bất luận là hồ nhị hùng bạo đều có thể áp chế tu vi cùng lăng hàn luận bàn Hỏi Lăng Hàn có dám hay không? Lăng Hàn không có để ý tới, hắn đã dùng sự thực chứng minh, trong cùng cảnh giới hắn là vô địch. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới yêu tộc. Hắn cũng muốn bắt đầu nâng cao thể thuật, sau đó đi trùng kích cực cốt cảnh. Một người bận rộn chuyện lớn, làm sao có thời gian đi để ý tới những loại chuyện lông gà vỏ tỏi. Yêu tộc quả thực mạnh mẽ, nhân tộc bên này nếu không có xuất hiện ra một Trần Phong Viêm, thật sự chỉ có phần làm thịt cá cho yêu tộc khoảng chừng 100 thiên tài yêu tộc một mực khiêu chiến khắp nơi, dưới cùng cảnh giới, hoàn toàn không có bị đánh bại. Cho dù thấp một cảnh giới, có vài yêu tộc vẫn có thể làm được bất bại, thậm chí giành thắng lợi. Đây là ưu thế của chủng tộc, trước khi bước lên tiên đồ, yêu tộc sẽ vẫn nắm ưu thế, ở trên trình tự sinh mạng trình vẫn áp chế nhân tộc. Sau khi đạt được rất nhiều trận thắng lợi, yêu tộc lại chỉ đầu mâu về phía lang hàn và hồng thiên bộ. Bởi vì đây là nhân tộc duy nhất hai lần khiến cho yêu tộc bị thua thiệt trần phong viêm không cần phải nói hắn bây giờ hoàn toàn xứng đáng là cường giả đứng đầu thiên hải tinh ngay cả yêu hoàng cũng cúi đầu yêu tộc không ngừng buông lời muốn hồng thiên bộ và lăng hàn đi ra đánh một trận có vài yêu tộc còn sử dụng những từ mang tính sỉ nhục nói hồng thiên bộ và lăng hàn thành người mua danh chuộc tiếng điều này làm cho người của đế đô đều vô cùng tức giận các ngươi rõ ràng là thần tử của hàn quốc làm sao lại lớn lối như thế có khả năng áp chế yêu tộc lại chỉ có một mình thánh hoàng Hiện tại Thánh Hoàng không phát ra một lời nào, dường như ngầm cho phép trạng thái như vậy diễn ra, khiến mọi người cũng không thể tránh được. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Lăng Hàn hoặc là Hồng Thiên Bộ đứng ra. Đúng lúc này, Lăng Hàn nhận được một thiệp mời, đến từ yêu tộc công chúa, nói ba ngày sau sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu, hy vọng Lăng Hàn có thể đi tới đó tham gia. Ha ha, kiếm sáng sao? Vừa lúc, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nhạt, hắn vừa dự định trùng kích cực cốt cảnh. Vậy ba ngày sau, hắn chắc hẳn là bước trên nấc thang thứ ba của võ đạo. Được, để hắn tới giết nhuệ khí của yêu tộc, chương 3821, đột phá cực cốt. Lăng Hàn nhận lấy thiệp mời, bắt đầu trùng kích cực cốt cảnh. Thông mạch cảnh, đả thông kinh mạch toàn thân, đây là con đường tồn chữ và thông hành bí lực, vì cơ sở võ đạo. Không có bước này, tất nhiên võ đạo dừng lại, tiếp theo chính là hoán huyết cảnh, điều này mới chính thức liên quan đến nâng cao trình độ sinh mạng. Sau hoán huyết cảnh, đó là cực cốt. Điều này trên bản chất vẫn là nâng cao trình độ sinh mạng. Biểu hiện cụ thể lại là xương cốt trong cơ thể tiến hóa. Hết lần này tới lần khác đánh nát, tống ra cạn bã trong xương cốt, cuối cùng giống như hóa thành tinh kim, khiến cho võ giả có phòng ngự rất mạnh. Như Lăng Hàn nói, ở chiến lược hoán huyết cảnh vô cùng kinh người. Nhưng nếu như một đòn đánh vào trên xương của cao thủ cực cốt cảnh, vậy đối phương hoàn toàn có thể dựa vào mức độ cứng rắn của xương chống đỡ công kích này. Cho nên, trừ khi lực lượng nghiền ép bằng không đánh cực cốt cảnh nhất định phải tìm khe xương như vậy mà nói không thể nghi ngờ cực cốt cảnh khiến cho võ giả bớt đi rất nhiều điểm yếu hại so với thân thể yếu đuối có xương cứng bảo vệ lực phòng ngự được nâng cao rất lớn lăng hàn ăn vào một bảo quả sinh mạng bắt đầu đột phá ầm um, trong thân thể hắn nhất thời dâng lên sóng to gió lớn trình độ sinh mạng bắt đầu bay vọt trên lý thuyết chỉ cần tu vi được nâng cao trình độ sinh mạng lại nâng cao nhưng ở thời điểm cảnh giới đột phá điều này không thể nghi ngờ chính là bay vọt nhất là cảnh giới lớn. Lăng Hàn lập tức cảm giác được thân thể trống rỗng, cho dù ăn một bảo quả sinh mạng cũng không đủ dùng. Cảnh giới này càng cao, lúc đột phá cần dùng đến bảo quả sinh mạng lại càng cao dai. Lăng Hàn vừa ăn xong là trường hồng quả, cái này dùng để đột phá cảnh giới nhỏ không thành vấn đề. Nhưng đối với cảnh giới lớn lại có chút miễn cưỡng, huống gì còn là loại yêu nghiệt giống như Lăng Hàn, cần có sức sống sinh mạng càng kinh người tới mức nào cũng khó trách nhóm cường giả bốn đại soái vẫn dừng lại ở trên minh văn cảnh, không có bảo quả sinh mạng tương ứng, lại làm gì có can đảm dám đột phá. Thuần túy chính là đâm đầu vào chỗ chết, vì liên quan tới hoàn cảnh thiên địa, đại dược quá ít. Từ điểm đó có thể thấy, yêu tộc thực sự gặp may mắn, bởi vì thứ nhất bọn họ bao gồm hết biển lục địa và khoảng không. Phạm vi hái thuốc và mức độ khó dễ đều hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, trình độ sinh mạng của bản thân yêu thú lại cao. Đột phá lên có thể cần dùng đến cấp bậc bảo quả sinh mạng thích hợp. Cho nên, cao thủ yêu tộc còn muốn nhiều hơn so với nhân tộc, thực lực chỉnh thể cũng muốn cao hơn một đoạn. May là xuất hiện một trần phong viêm, hoàn toàn lấy sức một mình chống đỡ cho nhân tộc. Nếu như không có trần phong viêm, nhân tộc này hiện tại lại là số phận gì? Ý niệm này lóe lên ở trong đầu lăng hàn sau đó liền trôi qua. Hắn lại gặm một trường hồng quả, tiếp tục dẫn dắt thân thể nhanh chóng tiến hóa. Âm, um, âm, um, âm, um trong cơ thể hắn phát ra tiếng động khủng khiếp nhưng đột phá cảnh giới lớn chính là đương nhiên cho nên thiên địa cũng không phát sinh dị tượng dựa vào lăng hàn phát hiện một vê trường hồng quả hoàn toàn không đủ dùng hắn không thể không nuốt tới quả thứ ba đây giống như là muối bỏ biển từng trường hồng quả được nuốt xuống hóa thành năng lượng sinh mạng cuồn cuộn lại lập tức bị hao tổn sạch sẽ gần như không đưa đến tác dụng gì rất nhanh số trường hồng quả còn lại đã bị ăn sạch sẽ nhưng con đường tiến hóa của Lăng Hàn lại nhiều lắm chỉ đi ra được một phần tư. Tay hắn lấy bảo quả sinh mạng trộm được từ chỗ của bích tiêu công chúa, không chút do dự lại gặp. Đây chính là cấp bậc khai khiếu cảnh, chỉ là ăn vào một miếng, Lăng Hàn đã có cảm giác năng lượng giống như đại dương minh mông tràn vào trong cơ thể, khiến cho hắn trong nháy mắt lại trở nên phong phú. Nếu để cho bốn đại soái hồng thái sư bọn họ thấy được, tuyệt đối sẽ mắng to Lăng Hàn xa xỉ. Bảo quả này cho bọn họ, đủ để cho bọn họ đột phá khai khiếu cảnh. Hiện tại Lăng Hàn tự nhiên chỉ dùng để đột phá cực cốt cảnh. Thực sự lãng phí, quá lãng phí, Lăng Hàn lại hoàn toàn không để ý chút nào. Bảo quả ăn có thể lại đi chuẩn bị, nhưng thời gian thực lực nâng cao có thể bỏ qua sao? Ngược lại, chỉ cần thực lực đủ, lại có bảo vật gì không thể thu được. Lá chắn cảnh giới, mở cho ta, Lăng Hàn không ngừng xé rách không cùng xiềng xích trong thân thể, chạy thẳng tới khai khiếu cảnh mới thôi võ giả đều đang xé ra gông cùng xiềng xích trong thân thể. Nhưng có người xé ra nhiều, có người lại xé ra ít. Đây là cơ sở để leo lên tiên đạo, có người có thể có chiến lực mạnh hơn so với cùng giai, có người có thể trùng kích đại đạo đỉnh phong, liền là bởi vì cơ sở mạnh hơn. Rác, 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 mỗi lần lăng hàn xé ra một đạo gông cùng xiềng xích, đều cảm giác thân thể thoải mái một hồi, đồng thời cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mạng tinh khí. Hắn xé ra đủ 17 gông cùng xiềng xích, sau đó hung hăng mạnh mẽ tiến hóa tới cuối cùng mới chậm lại. Lăng Hàn lại gặm mấy bảo quả, tiếp tục bắt đầu đẩy mạnh tu vi tiến cảnh. sắc sắc sắc, gông cùng xiềng xích còn đang bị xé nát, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều, thậm chí cũng muốn dừng lại. Đột phá cảnh giới này sẽ xé ra số lượng gông cùng xiềng xích hoàn toàn không cố định. Nói như vậy, cảnh giới nhỏ lại xé ra một gông cùng xiềng xích, cảnh giới lớn xé ra 5 cái. Phần lớn mọi người đều như vậy, Lăng Hàn đã xé ra 27 gông cùng xiềng xích trên lý thuyết mà nói điều này đã vô cùng kinh người nhưng đối với hắn lại không đủ từ hoán huyết đến khai khiếu tổng cộng bao nhiêu cảnh giới lớn bao nhiêu cảnh giới nhỏ có thể có bao nhiêu lần cơ hội xé ra gông cùng xiềng xích hắn muốn theo đuổi mạnh nhất vậy nhất định trước khi bước lên tiên đồ phải xé rách tất cả gông cùng xiềng xích cho nên mỗi một bước của hắn đều làm được tốt nhất trở lại trở lại trở lại lang hàn lấy kinh lực còn sót lại cố gắng hết sức khiến cho hắn đột phá đạt được hoàn mỹ Giác, hắn xé ra gông cùng xiềng xích thứ 28, không đủ không đủ, lại một lần nữa, Giác, gông cùng xiềng xích thứ 29 vỡ nát, còn chưa đủ, Giác, gông cùng xiềng xích thứ 30 vỡ nát, còn có thể lại một lần nữa không? Lăng Hàn phấn khởi dũng cảm dùng lực lượng còn sót lại, đi trùng kích gông cùng xiềng xích thứ 31. Nhưng hắn tiến hóa đã chậm xuống, thật giống như thủy triều, bị đập lớn hoàn toàn ngăn cản. Chương 3822, yêu cầu quá đáng. Âm, um, ầm um ầm um, liên tục trùng kích 9 lần cũng chỉ là vô công chỉ có thể như vậy không được lang hàn ăn nốt nửa viên bảo quả còn lại sau đó hắn ngưng tụ tất cả lực sinh mạng trùng kích về phía gông cùng xiềng xích này đây là một trận đánh cuối cùng nếu không thành công liền không có lần sau ầm um, lực sinh mạng hóa thành sóng lớn nặng nề đánh vào trên gông cùng xiềng xích ầm um, đập lớn cũng không thể ngăn cản được sóng lớn như vậy đánh ra ầm ầm phá vỡ lang hàn chờ cảm thấy toàn thân thoải mái không chỉ là thân thể, trong lòng cũng thấy thỏa mãn. Hắn phá tan cực hạn, cực hạn này đương nhiên là đối chính hắn, người khác đánh nát sáu gông cùng xiềng xích đã có thể xưng là đột phá cực hạn. Nhưng đối với hắn mà nói, đây mới gọi là cực hạn. Đây thật sự là cực hạn, theo gông cùng xiềng xích thứ 31 bị nghiền nát, lăng hàn cảm giác thân thể biến thành dòng nước chết, không thể dâng lên một chút sóng lớn nào. Cực cốt cảnh, lăng hàn cười, tiếp theo chính là luyện xương, đập nát xương cốt ra từng chút một, nung khô, đây là quá trình của một cái máy xay, cho dù có bảo quả nâng cao tu vi, nhưng vẫn không có khả năng nhanh chóng đi tới nơi đó. Nói thì nói như vậy, hắn lại lấy ra bảo quả tu luyện ăn vào. Trên phương diện cảnh giới hạn mở ra, hắn tất nhiên có thể nâng cao bí lực. Mãi cho đến tối, Lăng Hàn mới ngừng lại được, từ góc độ bí lực mà nói, hắn đã đạt đến nhất cốt trung kỳ. Nhưng trong tay hắn hiện tại chỉ còn lại có hai bảo quả sinh mạng khai khiếu cảnh. Những bảo quả khác, hắn đã ăn sạch sẽ cửa của cảnh giới lớn mở ra, cũng mở ra cho Lăng Hàn rất nhiều phạm vi tầm nhìn hoàn toàn mới. Lực tinh thần của hắn thu được nâng cao lớn, đây là chuyện Lăng Hàn hiện tại rất chú ý nhất, có thể để cho đám người nữ hoàng bọn họ ra không? Lăng Hàn thử, nhưng niệm lực ở bên trong thế giới hiển hóa, lại không có cách nào di chuyển nữ hoàng, hổ nữ các nàng. Chỉ có điều Lăng Hàn có cảm giác, đây là các nàng tu vi quá cao. Thử cái khác xem, hắn thử cầm lên một tảng đá, sau đó lấy ra ngoài. Vút, tảng đá nhất thời nát bấy, sau đó chôn vùi, dựa vào, lang hàn sửng sốt, đồ lấy ra được, nhưng lại hóa được nát bấy, ngay cả một chút cũng không còn dư lại, hắn suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được, dường như hắn đã từng là thiên tôn mạnh nhất, nhưng sau khi xuất thế, hắn vẫn vô cùng suy yếu, nằm ba ngày mới có khả năng xuống đất đi được. Nói cách khác, thiên tôn mạnh nhất tới nơi đây, cũng lại không khác gì so với nam tử bình thường. Như vậy, dưới thiên tôn cũng không cần nói, yếu đến mức muốn nổ. Loại đá bình thường này căn bản không chịu nổi lực lượng thiên địa bên ngoài thế giới, trực tiếp nát bấy, hóa thành hư vô. Cùng với lý do tương tự, người bình thường nếu như bị Lăng Hàn mang ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có kết cục hóa thành hư vô. Lăng Hàn tùy ý tìm được một con sói ác, không phải yêu thú, bình thường vô cùng. Tâm niệm hắn thoáng động, đã mang theo con sói này ra khỏi thế giới bên trong. Vút, ngay cả một tiếng kêu cũng không có, con sói này liền bị chấn nát, ngay cả bụi máu cạn xương cũng không có quá nhỏ bé bị lực lượng thiên địa hoàn toàn nghiền nát như vậy cũng giống như con sói này bị một đòn nghiêm trọng của thiên tôn thất bộ làm thế nào chịu được lang hàn tiếp tục thử hắn đều lấy các yêu thú cùng hung cực ác yêu thú hoặc là ác đồ để làm thí nghiệm hắn phát hiện hiện tại cao nhất có thể mang theo sinh linh phá hư cảnh hoặc là nguyên liệu tương ứng ra ngoài cao hơn nữa niệm lực của hắn lại không kéo được nhưng sau khi đi ra lực lượng thiên địa đè ép lập tức nát bấy hoàn toàn không thấy cặn bã Lâm Hàn suy nghĩ, đầu tiên, thực lực của hắn còn cần nâng cao, chủ yếu là niệm lực, như vậy có thể mang theo tồn tại cường đại nhất. Thứ hai, tồn tại bên trong thế giới cũng phải đủ cường đại, có khả năng chống lại áp lực bên ngoài. Ừ, không biết vạch đỏ là cái gì, Tiên Vương, Thiên Tôn hay Thiên Tôn thất bộ, cái này chỉ có thể đến lúc đó coi lại, hiện tại cũng không có cách nào thực nghiệm. Hắn bảo mọi người đều cố gắng ngừng tu luyện, nếu như Tiên Vương có thể đi ra là hoàn hảo. Khởi điểm của Thiên Tôn lại quá cao, nhất định chỉ có số ít người có khả năng xuất thế. Vẫn cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi, Lang Hàn thở dài, không dây dưa nữa ở trên chuyện này nữa. Hắn lấy niệm lực huy động phi kiếm, veo, Hàn quang chấp động, nhanh đến mức không có cách nào hình dung. Gấp 7 lần tốc độ âm thanh, Lang Hàn lộ ra một nụ cười mỉm, tốc độ này đã quá cao, muốn lại nâng cao thì càng khó hơn, sức càng nhỏ hơn nữa, ở dưới sự tích lũy nhanh chóng cũng sẽ trở nên cực kỳ lớn. Muốn tiếp tục tăng tốc độ lên, điều này thứ nhất cần niệm lực tăng cường. Thứ hai là khiến cho bản thân phi kiếm trở nên nhẹ hơn, càng sắc bén hơn, để giảm nhỏ sức cản. Yêu hầu quyền, 50 lần trùng điệp lực, lại là phối hợp tần suất công kích, Lăng Hàn tin tưởng chính mình đủ để chiến đấu với cường giả tam văn. Thậm chí chém rơi nhị văn cũng không thành vấn đề, ta không chỉ muốn vô địch trong cùng giai, còn phải vô địch khi nhảy qua một cảnh giới. Lăng Hàn thì thào, tiếp theo chính là phải nâng cao thể thuật lên. Đến lúc đó, cho dù là cường giả Tứ Văn cũng có thể đối đầu. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ bảo quả không còn, mật ong tím vàng cũng dùng hết, chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện tích lũy từng chút một. Từ từ sẽ đến, Lang Hàn biết, thời kỳ tu vi của bản thân mình nhanh chóng nâng cao đã kết thúc. Hơn nữa, theo cảnh giới của hắn càng lúc càng cao, sau đó còn muốn duy trì tu vi tăng trưởng nhanh chóng sẽ càng lúc càng khó khăn. Trừ khi thiên địa lại biến hóa kịch liệt, có nhiều di tích cổ hơn, càng nhiều bảo quả hơn xuất hiện nhanh rất nhanh thôi trần phong viêm kim tam ngân đều đã nói như vậy hiện tại ta cần phải có linh đồ càng cao hơn còn có thân pháp phi toa bộ đã không theo kịp cảnh giới của ta lang hàn lẩm bẩm nói chỉ có điều ai sẽ bán ra thân pháp cao đẳng lang hàn lắc đầu xem ra chỉ có tự mình cải tiến phi toa bộ ở bên trong trong thế giới hắn nắm giữ vô số thân pháp tuy rằng hoàn cảnh thiên địa khác nhau không thể mang qua tới dùng nhưng kết hợp cải tiến phi toa bộ, có lẽ có thể. Hắn bắt đầu thực hiện, nhưng điều này cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể làm xong. Hai ngày trôi qua, hắn cũng không đạt được tiến bước gì. Chỉ có điều, đã đến thời điểm Bích Tiêu công chúa tổ chức tiệc tối. Chương 3823, không có tiền cược không đánh một. Vậy tạm thời chậm rãi, lên đường đi. Phổ thân, chúng ta cũng muốn đi, bảy hai tử đều chạy tới. Tam hoa treo ở trên ngực Lăng Hàn đây là vị trí cũ của nàng tứ oa và ngũ oa lại mỗi người ôm lấy một cái đùi của hắn chỉ có điều thất oa mới chạy đến phân nửa lại ngã nhào xuống đất vù vù ngủ say lang hàn mỉm cười nói đi tất cả mọi người đi hắn để cho sáu hài tử tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô lục oa cũng không cần hắn có thể ôm không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy được hắn để cho tiểu thị nữ và con heo béo giữ nhà hắn lại đi vào dự tiệc ngày mai hắn sẽ ra khỏi học viện cực cốt cảnh phải tốt nghiệp ầm 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 lang hàn vừa đi tới cửa liền nghe tiếng cửa lớn bị gõ hắn mở cửa ra nhìn chỉ thấy một lão nhân đang đứng thẳng đó chính là mục quản gia a à, mục quản gia lang hàn kinh ngạc đối phương làm sao có thể đột nhiên đến thăm mục quản gia gật đầu nói ngươi định đi tới bữa tiệc của bích tiêu công chúa lang hàn không biết điều này và mục quản gia có quan hệ gì nhưng điều này cũng không cần thiết phải giấu giếm hắn liền gật đầu nói không sai, một quản gia thoáng lộ ra một vẻ lúng túng, nói. Lăng Hàn, ta có một yêu cầu quá đáng. Lăng Hàn nhíu mày, nói. Mời nói, ta muốn người mời tiểu thư nhà ta làm bạn nhảy. Một quản gia nói, cái gì, dẫn theo phong nhược tiên cùng đi dự tiệc. Lăng Hàn sửng sốt, hắn lập tức bừng tỉnh. Hiện tại tình cảnh của phong nhược tiên hết sức khó xử. Bởi vì nàng chủ động đầu nhập vào yêu tộc, thanh danh đã sớm hỏng. Nếu không phải còn có phong hào nữ bá tước, Căn bản là không có người nào hỏi thăm. Đây là điều Phong Nhược Tiên không có cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng có dã tâm, làm sao có thể cam tâm yên lặng, trước cửa có thể giang lưới bắt chim. Cho nên, Phong Nhược Tiên nghĩ đến Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn có thể nói là chạm tay có thể bỏng, trên đỉnh đầu có hai danh hiệu tông sư, lại là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Nếu như có thể cùng Lăng Hàn đi ra trước mặt công chúng, tất nhiên có thể tẩy trắng hình tượng của nàng. Bởi vậy mới có một quản ra tới cửa bởi vì mục quản gia cùng lăng hàn dù thế nào cũng có chút tình cảm lăng hàn lắc đầu mục quản gia đây là ép buộc phải vậy không mục quản gia cười gượng thật ra hắn cũng biết trước đây phong nhược tiên cùng lăng hàn xé rách mặt hiện tại lại đảo ngược lại tìm lăng hàn tới hỗ trợ vậy có quỷ mới có thể đáp ứng nhưng phong nhược tiên đã giống như phát điên hắn không đành lòng mới có thể chạy chuyến này trong lòng hắn thầm hận trước đây hắn còn muốn giao phó phong nhược tiên cho lăng hàn nếu như Phong Nhược Tiên không tâm cao khí ngạo như vậy, hiện tại hai người rất có khả năng là một đôi tốt. Nghĩ xem Lăng Hàn hiện tại phong quang tới mức nào, làm gì thua kém bất kỳ vị hoàng tử nào. Ai, đáng đời, hắn xoay người rời đi, thân hình hưu quạnh, Lăng Hàn cũng thở dài, nhưng hắn lập tức chỉnh đốn lại tâm tình, gọi một chiếc xe. Sau khi đi hết nửa giờ, cuối cùng hắn cũng đi tới nơi. Bích tiêu công chúa mặc dù là công chúa của Hàn Quốc, nhưng huyết xích la chính là cường giả tầm bí cảnh ai dám không nể mặt hắn, an bài địa phương tệ hại cho bọn họ ở. Dĩ nhiên, cũng không có mấy người biết, thật ra Bích Tiêu Công Chúa cũng là cường giả tầm bí cảnh. Đây là một tòa phủ đệ thật to, vốn thuộc về một quan lớn. Sau khi người này già chết, nơi này lại để trống. Lăng Hàn đi tới cửa, đưa thiệp mời tới. Sau khi thủ vệ nhìn một chút, liền cung kính mời hắn đi vào. Đây cũng không phải là tổng hội đan sư các loại, chỉ cần nghiệm chứng vân tay là được. Bản thân phủ đệ không có loại thiết bị này, chỉ có thể lấy phương thức nguyên thủy nhất tiến hành nghiệm chứng. Lăng Hàn đi vào, đi qua đại sảnh, đi tới phòng yến hội. Ở đây bày đầy bàn và ghế, hiện tại đã có không ít người ngồi, có nhân tộc cũng có yêu tộc. Trên bàn bày đầy thực ăn, còn có rượu ngon, Lăng Hàn cũng không khách khí, tìm cái bàn không người, đặt mông ngồi xuống, sau đó rót cho mình chén rượu, bắt đầu ăn. Hắn cũng không chỉ là ăn một mình, còn có thể bỏ đồ vào trong dưỡng nguyên hồ lô, để cho sáu hài tử cùng ăn. Lục Hoa lại ngồi ở bên cạnh hắn, cũng ăn vui vẻ tới quên cả trời đất. Đừng thấy bảy người đều là nữ hài tử, nhưng ngoại trừ thất Hoa ăn một hồi ngủ một hồi, những người khác ăn uống đều rất lớn, so với người trưởng thành còn ăn giỏi hơn. Hơn nữa so với Lang Hàn cũng không thua kém gì. Cho nên một bàn thức ăn làm sao chống đỡ được những cái dạ dày vương tàn phá, rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. A, à, còn chưa ăn no được ba phần, Lang Hàn lấm lét nhìn trái phải một chút sau đó một lần nữa chọn một cái bàn ngồi xuống tiếp tục ăn ngay từ lúc đầu đương nhiên không ai chú ý nhưng lang hàn dù sao cũng có danh hiệu hai tông sư tất nhiên sẽ có người muốn cùng hắn quen biết tạo chút giao tình đan sư trận sư ngươi không phải là trợ giúp siêu cường sao chỉ là người khác còn chưa có bắt đầu đã nhìn thấy dáng vẻ hắn ăn như hổ đói ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao có thể nhận được lời mời khẳng định mỗi người đều có thân phận không tầm thường tất nhiên cũng cần có mặt mũi hiện tại lăng hàn giống như vài ngày không ăn ai không biết xấu hổ đi tới gần được quá mất mặt lăng hàn lăng đại sư chỉ nghe một âm thanh yểu điệu truyền đến lăng hàn ngẩng đầu nhìn lên đó là ân tú tinh tiểu yêu tinh này ân yêu tinh vẫn mị lực vô cùng nhưng hiện tại có công chúa yêu tộc lên sân khấu vòng ánh sáng của nàng dĩ nhiên là ảm đạm đi rất nhiều lăng hàn ngẩng đầu nhìn qua nói ân cô nương lục oa nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác đây cũng là một người muốn làm nương của các nàng sao bộ dạng quá khó coi lục hoa ở trong lòng thầm đánh giá nàng soi mói mắt quá quyến rũ môi quá mỏng ngực quá lớn a à, giống như hai quả cầu xấu chết ân tú tinh hì hì cười đi tới bên cạnh lăng hàn thuận thế ngồi xuống nhưng mới ngồi xuống chưa được được một nửa nàng lại biến sắc a à, cái ghế thật may nàng là cực cốt cảnh đứng trung bình tấn tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ dù không có ghế cũng ngồi rất vững lăng hàn liếc mắt nhìn lục hoa tuy rằng hắn không nhìn thấy được người, nhưng có thể khẳng định, đây nhất định là do lục hoa làm, chuyển cái ghế đi chỗ khác. Lục hoa che miệng cười, muốn làm nương của các nàng sao, không có khả năng đâu, chương 3824, không có tiền cược không đánh hai. Ân tú tinh ung dung thản nhiên, lại lấy tới một cái ghế, lần này dùng tay giữ ghế, chậm rãi ngồi xuống. Khi mông dính vào trên ghế, nàng cuối cùng yên lòng. Mà khi hai chân thu lực, mông đặt xuống, lại chỉ nghe bốp một tiếng, cái ghế này tự nhiên nổ mạnh âm thanh rất lớn trong nháy mắt rất nhiều người đều nhìn lại ân tú tinh xấu hổ vô cùng trong ánh mắt mọi người nhìn lại nhất định là nàng đặt mông ngồi xuống dùng quá sức khiến cho cái ghế cũng bị phá hỏng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của nàng xấu hổ ân tú tinh xoay người chạy sau khi ra khỏi cánh cửa lớn lập tức liền không thấy bóng dáng lang hàn kinh ngạc ân tú tinh này được xưng là yêu nữ ngay cả đám nhị thế tổ như hiên viên định quốc cũng coi nàng là con mãnh thú hay dòng nước lũ. Thật không nghĩ tới, nàng lại dễ dàng bị lục hoa cho thu thập như vậy. Hi hi, lục hoa cười, tiếp tục ăn. Lăng Hàn cũng cười, hắn đối với ân tú tinh lại hoàn toàn không có một chút ý nghĩ nào. Tiểu yêu tinh này rời đi cũng tốt, đỡ phải trở lại gây phiền phức cho hắn. Một lát sau, hiên viên định quốc đến, hắn sẽ không có bao nhiêu kiêng kỵ. dù sao hắn đã sớm cùng Lăng Hàn cột vào một chiến thuyền, Ngươi đến thật sớm, hắn đặt mông ngồi xuống, hoàn toàn không có một chút đề phòng nào. Thật may lục hoa không bẫy hắn, lang hàn cười, có đồ ăn ngon, tội gì không tới sớm một chút. Không phải là vì công chúa yêu tộc sao, hiên viên định quốc cầm miếng chân giò đẩy lang hàn một cái, rõ ràng mang ý trêu ghẹo. Lang hàn nhìn hắn cười ha hả, không có để ý tới. Chỉ có điều, người thật đúng là dám đến, hiên viên định quốc nhìn bốn phía xung quanh một chút hiện tại mắt của đám yêu tộc đều nhìn chằm chằm vào ngươi và hồng thiên bộ khẩn cấp muốn đánh ngã ngươi ngươi thì hay rồi quang minh chính đại xuất hiện ở trên bữa tiệc của yêu tộc lang hàn lắc đầu đây là đế đô chúng ta ta còn muốn tránh yêu tộc sao không thể nói như vậy hiên viên định quốc vừa định khuyên nhủ lại thoáng dừng lại bởi vì đã có yêu tộc đi về phía bọn họ tổng cộng bốn người rõ ràng đầu có lông xù vừa nhìn là biết không phải nhân tộc lang hàn một yêu tộc đưa mắt nhìn xuống Lăng Hàn, nói: "Ta là báo thái công của báo tộc, ngươi có dám quyết đấu cùng ta hay không?" Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung, nói: "Ta tại sao phải quyết đấu với ngươi? Ngươi không dám sao?" Báo thái công cười lạnh nói: "Không dám liền dập đầu về phía báo ca một cái, sau đó thừa nhận với tất cả mọi người, đánh một trận cùng dai, ngươi căn bản không bằng yêu tộc." Một gã yêu tộc khác nói: "Ha ha, thu thập ngươi trước, tiếp theo sẽ đến lượt Hồng Thiên Bộ." Tên yêu tộc thứ ba nói: Nhân tộc ngoại trừ Thánh Hoàng bệ hạ ra, những kẻ khác đều là cặn bã, căn bản không có cách nào so sánh cùng với yêu tộc chúng ta. Trên mặt báo thái công hãy còn không phục, bởi vì yêu tộc ở trên trình độ sinh mạng chiếm ưu thế, toàn diện nghiền ép nhân tộc. Trần Phong Viêm sở dĩ có thể thắng được yêu hoàng, là bởi vì tu vi của hắn rất cao, không phải yêu hoàng ở trên thiên phú không bằng hắn. Bởi vậy, yêu tộc chỉ là tạm thời khuất phục nhân tộc. Chỉ cần yêu hoàng ở trên phương diện tu vi vượt qua Trần Phong Viêm, không, chỉ cần cảnh giới ngang hàng là được. Đến lúc đó, chính là ngày yêu tộc thổi lên kèn lệnh phản công. Hiện tại, trước hết để cho hắn tới san bằng những kẻ nhân tộc gọi là yêu nghiệt. Lăng Hàn lắc đầu, buông đũa xuống, nói, muốn khiêu chiến ta, cũng không phải là không thể được. Nhưng cần phải bỏ ra chút tiền đặt cược, đánh cược, tiền đặt cược, ba yêu tộc đều kinh ngạc. Ở trong yêu tộc, khiêu chiến là một chuyện rất thần thánh. Người không dám ứng chiến chính là người nhu nhược thế nào còn cần tiền đặt cược gì đó. Dĩ nhiên, thời điểm tứ hoàng tử các ngươi và ta ước chiến, lại giao ra không ít bảo quả. Lăng Hàn vùi đầu tiếp tục ăn, vừa hàm hồ nói. Trong tay các ngươi lại có gì? Nếu không đủ tiền đặt cược, ta sẽ không xuất thủ. Báo Thái công suy nghĩ một chút, hắn tuyệt đối không có khả năng thua, cho nên chính là đặt cược tính mạng của mình cũng không sợ. Được, ta với ngươi đánh cược tính mạng. Hắn mạnh vỗ bàn một cái. Lăng Hàn cười ha ha, nói mạng của ngươi lại không đáng bao nhiêu tiền đưa cho ta ta cũng không cần ai ngươi không biết nói chuyện vậy ta còn có thể giết làm thực ăn nhưng ngươi nếu có thể nói bảo ta làm thế nào hạ miệng được dựa vào ta không thể để cho ngươi ăn ngươi liền không thích chờ một chút ta làm sao có thể thua báo thái công giận dữ nói lăng hàn rõ ràng chính là ngươi sợ thua lăng hàn thở dài nói ngươi có bảo quả sao không báo thái công theo bản năng lắc đầu Vậy ngươi có bao nhiêu hạt ngọc? Hơn một vạn viên, báo thái công lại bị trừng. Lăng Hàn thở dài, nói, ngươi nếu không có bảo quả, cũng không có đủ hạt ngọc, giết cũng không thể ăn, ta cần ngươi có ích lợi gì. Báo thái công sừng sốt, sau đó tức giận đến sôi máu. Hóa ra Lăng Hàn vẫn đang nhạo báng mình, hắn suy nghĩ một chút, nói, được, ta lấy tuyệt học phong vân phiêu của báo tộc ra ra đánh cược với ngươi. Báo ca, báo ca, hai yêu tộc bên cạnh hắn liền vội vàng kêu lên, biểu tình cấp bách phong vân phiêu môn thân pháp này lại là bí truyền của báo tộc tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài càng không thể truyền cho một nhân tộc báo thái công hừ lạnh một tiếng bất mãn nói các ngươi đã cho rằng ta sẽ thất bại sao đương nhiên sẽ không nhưng hai người kia do dự nói nếu ta sẽ không thua vậy đánh cược lớn hơn nữa lại như thế nào báo thái công lạnh lùng nói sau đó hắn lại là nặng nề vỗ bàn một cái nhìn về phía lăng hẳn nói như thế nào Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi làm sao biết ta hiện tại đang cần một môn thân pháp? Chi âm à, thấy dáng vẻ sừng sốt của Lăng Hàn, báo thái công cho là hắn thông minh quá bị thông minh hại. Bốn tưởng rằng sử dụng tiền đặt cược gì đó là có thể hù dọa mình, không nghĩ tới mình lại dám tiếp chiêu, trực tiếp khiến cho Lăng Hàn không rút lui được. Hắn không khỏi cười lạnh, nói, ta đã ra khỏi tiền đặt cược, người không dám sao. Được lắm, Lăng Hàn đứng lên, nếu như chỉ là chỉ đánh một hồi không công, ta còn lười lãng phí khí lực. Chỉ có điều, nể tình một môn thân pháp, ta đây ngược lại có thể đành miễn cưỡng. Báo Thái công tức giận đến gần chết, còn chưa đánh, ngươi lại nói ta không địch lại. Chương 3825, một hạt ngọc. Hắn không phát tác, nếu Lăng Hàn đã đáp ứng khiêu chiến, như vậy để cho hắn hoàn toàn có thể chút giận ở trong chiến đấu. Đến đây đi, hắn đi nhanh, muốn đi đến chỗ bãi đất trống trải trong viện. Lăng Hàn khoát tay, nói, cái này là không thể được, ngươi lấy phần đặt cược ra trước đã ta làm sao biết được sau khi người thua có giữ lời hứa hay không? Được, báo thái công hiện tại chỉ cầu lang hàn xuất chiến, những cái khác đều có thể thỏa hiệp. Vậy chúng ta xin mời công chúa điện hạ ra làm nhân chứng. Lang hàn cười nói, vừa lúc hắn liếc nhìn thấy bích tiêu công chúa đi ra, lập tức trở thành trung tâm của mọi người, được vô số người vây quanh. bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, mỗi một người nhìn bích tiêu công chúa ánh mắt đều nóng như lửa. Lang hàn đi nhanh tới, nhưng đoàn người quá đông. Hắn căn bản chen không vào được, trừ khi sử dụng bạo lực. Hắn cười, cất giọng nói, "Bích Tiêu công chúa, Bích Tiêu công chúa." Nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại về phía hắn. Mỗi người đều là mang theo sự xem thường, người này thế nào không hiểu quy củ như thế, ở trong trường hợp này lại còn hô to gọi nhỏ. Đoàn người tách xa ra, Bích Tiêu công chúa dịu dàng đi ra, đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, phong tình vạn trùng. Nàng tuyệt đối là người đẹp nhất từ sau khi Lăng Hàn tiến vào thế giới mới bích tiêu công chúa liếc mắt nhìn lăng hàn đôi môi đỏ mỏng khẽ hé ra nói hóa ra là lăng đại sư đã thay đổi chủ ý sao lăng hàn cười khoát tay một cái nói ngày hôm nay chúng ta tạm thời không nói cái này có một thủ hạ của nàng muốn đi gặp ta ước chiến mọi người đều biết không có đặt cược ta làm sao có thể tiếp nhận khiêu chiến cho nên ta muốn mời công chúa điện hạ làm nhân chứng tạm thời bảo quản phần đặt cược một chút để tránh có người thua dở trò xấu người đủ chưa báo thái công hét lớn ta đường đường là con trai của tộc trưởng báo tộc làm sao có thể dở trò xấu lòng đề phòng người không thể không có ta với ngươi lại không quen lang hàn thản nhiên nói bích tiêu công chúa nhìn về phía báo thái công nói ngươi thật sự đánh cược với hắn vâng điện hạ báo thái công cung kính nói hắn ngược lại không biết bích tiêu công chúa chính là cường giả tầm bí cảnh mà bích tiêu thật đẹp cho dù là thanh niên yêu tộc cũng người người ái mộ Bích tiêu công chúa suy nghĩ một chút, nói, được rồi, người giao phần đặt cược cho bản cung, báo thái công căm hận nhìn lăng hàn, tiểu tử này lại dám kéo cả công chúa điện hạ vào. Nhưng hắn vẫn lấy ra một quyển sách, đi tới giao vào trong tay bích tiêu. Lăng hàn, đặt cược của ngươi, bích tiêu công chúa nói với lăng hàn, báo thái công bị lăng hàn làm cho rối loạn, nhưng nàng làm sao có thể giống vậy chứ, đúng nha, tại sao mình quên chuyện này, chỉ biết nổi giận. Báo thái công gãi gãi ra đầu. Lăng Hàn gật đầu, lấy từ trong người ra một vật, ném về phía bích tiêu công chúa. Hành động này liền khiến cho mọi người bất mãn, người ta lại là mỹ nữ tuyệt thế, sao người có thể ngạo mãn như vậy? Nhưng khi bọn họ nhìn thấy được thứ Lăng Hàn vứt ra, sắc mặt phần lớn mọi người trở nên cổ quái. Có vài yêu tộc lại trực tiếp tức giận đến nhảy dựng lên. Lăng Hàn tự nhiên chỉ ném ra một hạt ngọc, người cầm một hạt ngọc đã muốn so sánh đồng giá với công pháp của yêu tộc sao? Đây là sỉ nhục tới mức nào? Lăng Hàn, Người thật quá đáng. Người nghĩ rằng công pháp yêu tộc ta chỉ trị giá một hạt ngọc thôi sao? Người là đang sỉ nhục chúng ta. Rất nhiều người yêu tộc đều giống giận, hận không thể rút gân lột ra Lăng Hàn. Lăng Hàn cười lạnh, nói, nực cười, bây giờ là báo Thái Công đang khiêu chiến ta, vậy đương nhiên phải theo quy củ của ta. Không phục, có thể không cần chiến đấu. Vừa rồi ta không có dùng đao gác ở trên cổ của hắn, buộc hắn làm vậy. Hắn dừng lại, nhìn về phía báo Thái Công, còn đánh nữa hay thôi, báo thái công cắn răng một cái nói được chiến thì chiến hắn tin tưởng chính mình sẽ không thua hơn nữa lăng hàn hồng thiên bộ là hai khắc tinh của yêu tộc cho nên nhất định phải không tiếc giá lớn đánh bại bọn họ lại lấy lại uy danh bất bại cho yêu tộc đám yêu tộc cũng chậm rãi gật đầu ý nghĩa của cuộc chiến đấu cùng lăng hàn cũng không ở trên tiền đặt cược mà là tạo thành hình tượng vô địch cho yêu tộc ở điều kiện tiên quyết như vậy cho dù lăng hàn đưa ra lại điều kiện hà khắc thật ra bọn họ cũng sẽ đáp ứng Vậy liền bắt đầu đi." Bích Tiêu công chúa nói, đôi mắt đẹp sáng quắc, chập động đầy hào quang trí tuệ. Lăng Hàn và Báo Thái công di chuyển đến trong sân, nơi này thật ra rất lớn, giả sơn hồ nước, tinh mỹ tuyệt luân. Nhưng tin tưởng chỉ cần cuộc chiến đầu vừa bắt đầu mở ra, ở đây sẽ trở thành khu phế tích. Không có vấn đề gì, làm lại một lần nữa là được. "Lăng Hàn, ta là bậc thang thứ ba cực cốt cảnh. Chỉ có điều ở thời điểm cùng ngươi chiến đấu, ta sẽ ép lực lượng đến hoán huyết cảnh." cùng ngươi đánh một trận công bằng." Báo Thái Công thản nhiên nói, "Nếu thật sự phải chiến đấu, hắn ngược lại đã bình tĩnh lại. Đây mới là phản ứng một thiên tài nên có." Lăng Hàn lắc đầu, "Không cần áp chế tu vi, ta nếu đã nguyện ý xuất chiến, lại không cần ai nhường ta." "A, à, khẩu khí này lớn." Báo Thái Công cười lạnh, "Lời này lại là do tự ngươi nói ra đấy." Nhân tộc đều lắc đầu, vì sao Lăng Hàn muốn cậy mạnh, bọn họ lại không biết, Lăng Hàn nếu muốn lừa thân pháp của Báo Thái Công tất nhiên không có khả năng để cho đối phương áp chế tu vi, bằng không sau khi đối phương thua cũng sẽ có lời nói. Hơn nữa, Lăng Hàn lại không quan tâm đối phương là tam cốt hay ngũ cốt, nếu đều là cực cốt cảnh, vậy hắn tất thắng. Vô địch trong cùng giai, điều này không kèm theo điều kiện. Trừ khi có người có thể giống như Lăng Hàn, đã từng đạt tới thất biến ở hoán huyết cảnh. Đây là chuyện không thể nào, cho nên hắn không cần chiếm tiện nghi của báo thái công. Con báo nhỏ, đến đây đi. Lăng Hàn nhìn về phía báo thái công ngoắc ngón tay, đâm đầu vào chỗ chết, hai chân báo thái công phát lực, chợt vọt tới đầy hung bạo mạnh mẽ. Trong nháy mắt tốc độ lại tăng nhanh đến 2,5 lần vận tốc âm thanh. Bình thường mà nói, tốc độ của cực cốt cảnh chắc là gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Nhưng gia hỏa này rõ ràng không có dùng huyết khí sôi trào, lại kích phát tốc độ đến 2,5 lần vận tốc âm thanh, hiển nhiên là do sở trường của chủng tộc. Chương 3826, chiến đấu cùng báo thái công. Con báo, giỏi về tốc độ. Lăng Hàn cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, dưới chân cũng bắt đầu phát động, sau đó phát huy ra tốc độ 2,5 lần vận tốc âm thanh. Hai người đều là gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh. Một người tiến công, một người lui ra phía sau, trước sau vẫn duy trì khoảng cách tương đối, không có cách nào rút ngắn. Báo Thái Công hừ một tiếng, đấu vận tốc với hắn sao, người quá ngây thơ rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể phát ra động tính có quy luật sau đó liền thấy tốc độ của hắn bắt đầu tăng vọt. Tốc độ gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh, điều này đặc biệt kinh người. Không sôi trào huyết khí, tự nhiên có thể nâng cao tốc độ đến trình độ vượt qua minh văn cảnh. Có thể nói, dựa vào tốc độ như vậy thì có thể làm cho hắn có thể tranh một trận cùng minh văn cảnh. Lang Hàn ngược lại dừng di chuyển, đấu tốc độ cùng báo tộc loại tồn tại trời sinh am hiểu chạy đường dài sao. Không cần thiết, hắn ngưng quyền, căn bản không sử dụng mở ra đồng thuật, chỉ cần lấy thần thức nắm bắt, sau đó một quyền đánh về phía báo thái công. Tốc độ của hắn không đạt được gấp 4 vận tốc âm thanh, nhưng công kích lại có thể, một chút khó khăn cũng không có. Báo thái công cười lạnh một tiếng, người cuối cùng dám chính diện đối đầu với ta rồi sao? Hắn lại là tu vi tam cốt, hơn nữa còn là hạng yêu nghiệt, chiến lực vượt qua ngũ cốt đỉnh phong. Chỉ là cảnh giới lớn quá khó vượt qua, khó có thể với tới độ cao của minh văn cảnh. Nhưng lang Hàn tuyệt đối không có khả năng nắm giữ vi minh văn cảnh tu. Thế gian không có người nào chiến lực có thể vượt qua hai cảnh giới lớn. Vù, một quyền của hắn đánh tới, ầm, nắm đấm của hai người nhất thời va chạm vào nhau, dẫn phát sóng chấn động cực lớn. Mọi người lại thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lăng Hàn đứng vững vàng ở tại chỗ, Báo Thái Công lại bịch bịch, liên tiếp lui về phía sau. Dựa vào tình huống gì vậy? Báo Thái Công không địch lại Lăng Hàn, một cường giả tam cốt tự nhiên ở trong đối kháng chính diện, không địch lại nổi một hoán huyết cảnh tam cốt này thậm chí còn là thiên tài yêu tộc, có chiến lực vô địch trong cùng giai. Điều này, ai có thể tin tưởng? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, con mèo nhỏ, còn đánh nữa hay thôi? Báo Thái Công nhất thời nổi giận, tuy rằng con báo cũng là họ nhà mèo, nhưng huyết mạch cao quý tới mức nào? Mèo làm có thể so sánh được, đồng thời nổi giận còn có miêu công tử, chỉ có điều hắn là bại tướng dưới tay Lăng Hàn, cũng chỉ có thể buồn bực. Coi thường ngươi rồi, báo Thái Công lạnh lùng nói hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái hắn vẫn tràn ngập lòng tin tuy rằng lực lượng nguyên thủy của hắn không bằng lăng hàn nhưng tốc độ của hắn rõ ràng chiếm thượng phong hơn nữa yêu tộc bạo phát nói đến là đến nói dừng là dừng chiếm chủ động tuyệt đối cho nên sau khi hắn bạo phát lăng hàn cũng chỉ có thể có đầu rút cổ phòng thủ dưới sự phòng thủ lâu nhất định sẽ mất mà nếu như lăng hàn cũng sôi trào huyết khí bạo phát vậy hắn lại lợi dụng tốc độ kéo dài khoảng cách chỉ cần qua được thời gian 10 phút, vậy hắn có thể từ chính diện phát động công kích, lấy trạng thái bạo phát đánh tan lăng hàn. Đây là chỗ cường đại của yêu tộc, toàn bộ phương hướng vị trí đều nghiền ép nhân tộc, ầm, um, hắn sôi trào huyết khí, nhưng chỉ thấy bộ lông trên toàn thân hắn dựng thẳng, lực lượng cuồn cuộn lưu chuyển, lực lượng bay lên thẳng tắc. Veo, hắn lại lao tới, dưới trạng thái huyết khí xô trào, lại thêm hắn vận chuyển thân pháp đặc biệt của báo tộc, tốc độ lao nhanh như gió bão gấp bốn lần vận tốc âm thanh nhanh đến mức không có cách nào hình dung khóe miệng lang hàn mang theo vẻ tươi cười hắn triển khai đồng thuật nhất thời thiên địa vận chuyển lập tức trở nên chậm chạp động tác của báo thái công hình như đã biến thành chậm rãi khiến cho hắn nhìn thông suốt hắn đánh ra nắm đấm lôi quang quyền uy lực của lôi quang quyền không lớn bằng yêu hầu quyền nhưng có một đặc điểm đó chính là nhanh nhanh đến mức giống như là ánh sáng veo 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 từng quyền ấn đánh về phía báo thái công lấy tốc độ nhanh chóng của báo thái công lúc này đón nhận lôi quang quyền vậy xác suất né tránh được là cao bao nhiêu báo thái công lộ ra vẻ hoảng sợ theo lý mà nói hắn ở dưới tốc độ cao như vậy lang hàn căn bản không có khả năng nắm bắt được quỹ thích hành động của mình nhưng sự thực lại vừa vặn ngược lại lực quyền của đối phương còn trùng trùng điệp điệp đánh về phía mình hoàn toàn không tránh được báo thái công chỉ có thể đưa hai tay chắn ở trước người cứng rắn ngăn cản công kích của lang hàn ầm 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 lại một lần chớp mắt như vậy hắn lại trúng chừng trăm lần công kích thân hình bị cứng rắn đánh cho ngừng lại sau đó bay về phía sau hoàn toàn bị đánh bại tất cả mọi người chấn động kinh ngạc báo thái công lại đã sôi trào huyết khí chiến lược tăng lên chừng gấp hai nhưng dù vậy vẫn khó có thể địch lại được lăng hàn điều này cũng quá kinh người lăng hàn thu hồi nắm đấm nói như thế nào còn đánh nữa hay thôi báo thái công nhe rằng lực lượng của đối thủ quá lớn hơn nữa nhãn lực quả thực khủng khiếp. Ngay cả mình ở dưới trạng thái vận động gấp 4 lần vận tốc âm thanh, vẫn có thể bị hắn nắm bắt được chính xác quỹ tích hành động, sau đó lấy công kích giống như mưa xa trực tiếp ép mình phải dừng lại. Tốc độ thua không có vấn đề gì, chỉ cần tốc độ công kích đủ cao là được, còn đánh nữa hay thôi. Báo Thái Công cũng đang tự hỏi vấn đề này, thật lòng mà nói, hắn không muốn đánh, lăng hàn cho hắn một loại lực áp bách cường đại, khiến cho hắn không nắm chắc chút nào. Nhưng vì tôn nghiêm của yêu tộc, trước mắt chiến lược của hắn không bị hại không thể nào không biết xấu hổ bỏ cuộc chiến như vậy từ thời khắc hắn đưa ra lời khiêu chiến về phía lăng hàn vậy đã không phải là cuộc chiến cá nhân giữa hai người bọn họ mà là tránh đấu giữa yêu tộc và nhân tộc đánh báo thái công nặng nề nói hai tay hắn rung lên trên móng vuốt sắc bén của hắn đã quấn quanh năng lượng màu đen khiến cho hai tay của hắn có vẻ vô cùng cực đại yêu tộc trời sinh am hiểu sử dụng năng lượng cấp độ cao đây cũng là một ưu điểm của yêu tộc yêu tộc vô địch, báo thái công lại xông ra, vù vù vù, hắn vung hai chảo, chỉ thấy từng chảo ấn màu đen đánh về phía Lăng Hàn, hóa thành một tấm lưới kín mít, ùn ùn kéo đến. Lăng Hàn hừ một tiếng, vẫn một quyền đánh ra, lần này hắn cũng huy động theo năng lượng màu vàng, chương 3827, phong vân phiêu. Ầm, um, trong một quyền đẩy rời đi, ngay cả chính hắn cũng bị dọa cho giật mình. Năng lượng màu vàng này quá lớn. So sánh xuống, đoàn năng lượng màu đen của Báo Thái Công này quả thực chính là cặn bã. Độ mạnh yếu của năng lượng cấp độ cao do hai điểm quyết định, độ tinh khiết và số lượng. Luận về độ tinh khiết, năng lượng màu vàng của Lăng Hàn càng nồng đậm hơn. Nếu muốn nói về số lượng năng lượng bao nhiêu, vậy một đoàn của Lăng Hàn ít nhất là lớn gấp 3 lần so với Báo Thái Công. Hai yếu điểm đều bị Lăng Hàn hung hăng ném đến phía sau, vậy còn so sánh thế nào? Ầm, um, quyền ấn màu vàng đánh qua, hình thành hoàn toàn nghiền ép chảo ấn màu đen nhất thời đều bị trôn vùi báo thái công sửng sốt vội vàng phóng người bỏ chạy năng lượng màu vàng nghiền ép qua nếu như hắn không tránh vậy chỉ có kết cục bị nghiền ép thành cặn bã lang hàn cười lôi quang quyền triển khai dung nhập năng lượng màu vàng vèo 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 mưa bay đầy trời hiện tại lực tinh thần của hắn tiến bước rất nhanh hoàn toàn có thể để cho hắn tiêu xài hoang phí như thế báo thái công căn bản không dám nhận lực lượng thua năng lượng cấp độ cao cũng không theo kịp Cứng rắn chống đỡ không phải muốn chết sao? Nhưng sau gần 10 phút, tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Thời kỳ bạo phát kết thúc, ầm, hắn làm sao còn có thể trốn được lôi công kích của Quang Quyền, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Một búng máu điên cuồng phun ra, đám yêu tộc đều hoàn toàn không nói được lời nào. Đây là dùng lực lượng cứng rắn nghiền ép, khiến cho bọn họ hoàn toàn không lý do để bao biện. Ta thua, báo thái công vẫn có chút phong độ, ánh mắt hắn ảm đạm, bị đánh bại trong tay của nhân tộc hơn nữa còn yếu hơn so với mình một cảnh giới lớn, khiến cho sự tin tưởng của hắn bị tàn phá nghiêm trọng. Hắn như vậy cũng có thể xưng là thiên tài sao? Lăng Hàn đi về phía bích tiêu công chúa, dừng ở trước người đối phương một trường. Làm phiền công chúa, đưa tiền đặt cược cho ta. Bích tiêu công chúa nhìn Lăng Hàn, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một sự cổ quái. Đây là sát cơ, Lăng Hàn biết, mình biểu hiện quá mức nghịch thiên, khiến cho vị công chúa yêu tộc này nổi lên sát ý nuốn để tránh ngày khác hắn quật khởi, trở thành đại hỏa tâm phúc cho yêu tộc, rất có khả năng lại là một Trần Phong Viêm khác. Nhưng có biện pháp nào, hắn cũng không có sử dụng ra tuyệt chiêu, báo thái công lại thất bại. Thật là đánh cũng không vui, Bích Tiêu công chúa trung quy không dám ra tay. Trần Phong Viêm quá cường đại, lấy sức một mình trấn áp yêu tộc hoàn toàn không tính là gì. Có thể nói, chỉ cần Trần Phong Viêm một ngày còn chưa chết, yêu tộc còn một ngày không dám tạo phản. Nàng giơ tay lên một cái, nhất thời quyển sách và một hạt ngọc kia liền được ném về phía lăng hàn lăng hàn đưa tay tiếp nhận cười nói mời công chúa làm nhân chứng vẫn là mời đúng người công bằng bích tiêu công chúa nhất thời có loại kích động muốn đánh người nàng muốn giao bí pháp yêu tộc cho lăng hàn sao đương nhiên không muốn ngược lại nàng còn muốn nhận được yêu hầu quyền từ trong tay lăng hàn nhưng người ở đế đô nàng lại dám đơn giản ra tay sao sau khi lăng hàn đưa tay qua nhận lấy liền ngồi ở một bên lập tức lật xem hắn đang cần một môn thân pháp hắn đọc nhanh như gió hắn lướt qua một lần không khỏi lộ ra vẻ tươi cười môn thân pháp phong vân phiêu này còn có thể dùng đến tầm bí cảnh sau khi luyện đến đại thành thậm chí có thể khiến cho võ giả nâng cao gấp hai lần tốc độ âm thanh cho nên báo thái công cũng không có luyện phong vân phiêu tới đại thành bằng không lấy tốc độ của báo tộc lại thêm môn thân pháp này tốc độ của hắn trở nên vô cùng khủng khiếp có lẽ xông lên giết chết đối thủ đối phương cũng không có phản ứng chút nào Lăng Hàn, chỉ thấy một nam tử yêu tộc đi nhanh tới, dáng người hắn cao giáo, phía sau lại là đôi cánh màu đỏ sậm được thu lại. Phía trên không có một cái lông chim, hoàn toàn là cánh thịt. Bức thiếu muốn ra tay, đây chính là đệ nhất cao thủ trong cực cốt cảnh, hắn ra tay liền ổn. Hắn năm nay chỉ mới 22 tuổi, tương đương cùng nhân tộc này. Cho nên tuy rằng cảnh giới cao hơn ra một mảng lớn, nhưng cũng tính là cuộc chiến công bằng. Đám yêu tộc đều nói, đối với nam tử yêu tộc này, bọn họ tràn ngập lòng tin. Hắn gọi bức côn đến từ bức tộc, giống như lời của đám người yêu tộc vừa nói, chính là đệ nhất cao thủ trong cực cốt cảnh. Muốn áp đảo Lăng Hàn, trọng trấn danh tiếng vô địch của yêu tộc, hiện tại chỉ có thể dựa vào bức côn. Nếu không, cho dù còn có ưng phá không, hồ nhị v v, nhưng tuổi đều cao hơn Lăng Hàn rất nhiều, chỉ có thể áp chế tu vi tái chiến. Như vậy thật sự ép đến cùng một cảnh giới, có thể đánh bại Lăng Hàn hay không lại khó mà nói được. Hồng Thiên Bộ Lăng Hàn đều là yêu nhiệt ép trời. Cho nên, Bước Côn là lựa chọn tốt nhất để chiến đấu với Lăng Hàn. Có dám đánh một trận hay không? Bước Côn nhìn về phía Lăng Hàn khiêu chiến, Lăng Hàn đang lật xem Phong Vân Phiêu, càng xem càng mê mẩn. Đại năng yêu tộc sáng tạo ra môn thân pháp này thực sự là tài hoa hơn người, khiến cho hắn vô cùng bội phục. Lăng Hàn, Bước Côn không khỏi sinh lòng buồn bực, nhân tộc này lại dám không nhìn mình, nếu không phải lấy lại thanh danh cho yêu tộc, hắn thật sự muốn trực tiếp ra tay mà không phải đợi Lăng Hàn đồng ý quyết chiến trước. Lúc này Lăng Hàn mới không nhịn được ngẩng đầu lên, nói. Người có hiểu quy củ hay không? Trường hợp như vậy, hô to gọi nhỏ thích hợp sao? Người có ra giáo sao? Bước côn nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, tức giận đến mức hai cánh đều mở. Ai không có quy củ? Rõ ràng là ngươi, nói chuyện với ngươi, ngươi lại chỉ xem như không nghe được. Nếu không phải vì vậy, hắn cần phải hô to gọi nhỏ sao? hắn đè ép cơn tức, nói, ta khiêu chiến với ngươi. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt bình tĩnh. Bức côn giải thích, ta mặc dù là tu vi ngũ cốt, nhưng chỉ có 22 tuổi, cũng không tính là khi dễ ngươi. Cùng dai đánh một trận tất nhiên là công bằng, nhưng tuổi sắp xỉ đánh một trận cũng là công bằng. Cảnh giới ngươi thấp đó là do ngươi không đủ cố gắng, không đủ thiên phú, không đủ cơ duyên, không có khả năng khiến cho người khác tới nhân nhượng ngươi. Lăng Hàn lo lắng cười, nói, ha ha, người cũng biết theo quy định khiêu chiến của ta đi. Dựa vào, người lại muốn tiền đặt cược, chương 3828, không chấp nhận uy hiếp một. Bức côn hừ một tiếng, nói, người muốn đặt cược cái gì, người lại có cái gì. Lăng Hàn hỏi ngược, ánh mắt bức côn uy nghiêm đáng sợ, hắn không có khả năng ngu ngốc giống như tên báo thái công này, thật sự ngốc tới mức lấy ra thân pháp làm tiền đặt cược. Hắn đưa đồng tử màu đỏ sậm đảo qua về phía trong đám người, nói. Ta đặt cược là người này, thân hình hắn nhảy ra, lúc trở lại lần nữa, trong tay đã kéo theo một người. Ngươi nếu thắng, có thể đoạt lại hắn, bằng không, ta sẽ đánh tới khi hắn nghi ngờ nhân sinh. Chuyện không liên quan đến ta, mau buông ra, người bị bắt được kia lập tức rằng co, lăng hàn liếc mắt thoáng nhìn, không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái, cười nói. Con người của ta luôn luôn không chấp nhận uy hiếp, nhắc tới cũng vừa khéo, người bước côn bắt tới chính là Hồ Dương. Hồ Dương kêu lên thảm thiết, nói, Lăng Hàn, người quan báo tư thù lăng hàn chỉ cười ha hả tiếp tục lật phong vân phiêu đây thật là sự là thứ đáng để nghiên cứu thật kỹ bước côn lúc này mới biết mình náo loạn ra một ô long tự nhiên bắt lấy một cừu da của lăng hàn uy hiếp như vậy làm sao có thể có tác dụng được hắn đưa tay lại ném hồ dương ra ngoài sau đó vèo một cái lại bay ra bắt một người khác tới lăng hàn người muốn làm người nhân tộc hèn nhát sao hắn lãnh đạm thản nhiên nói lăng hàn lại liếc mắt nhìn thiếu chút nữa cười phun bởi vì lần này càng khéo hơn bức côn bắt tới chính là cổ hạng minh nhưng hắn phải cố lắm mới khống chế được nghiêm nghị nói không nên kéo người vô tội liên lụy vào nhanh thả người đi cổ hạng minh thiếu chút nữa thổ huyết hắn tốn cái giá rất lớn mới theo một người có thiếp mời trà trộn đi vào hắn có dã tâm cũng không muốn cả đời làm một tiểu đội trưởng cấm vệ quân lần này là một cơ hội tốt để mở rộng nhân mạch nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, mình cuối cùng lại bị bức côn bắt tới uy hiếp Lăng Hàn. Đáng giận hơn là, Lăng Hàn lại còn giả vờ quan hệ giữa hai người rất tốt. Mói như vậy, bức côn có khả năng buông tha cho mình sao? Người thật độc, quả nhiên, bức côn tất nhiên không có khả năng buông tay. Hắn dùng lực nắm lấy cánh tay cổ hạng minh, điềm nhiên nói. Lăng Hàn, người đến cùng có chiến hay không? Lăng Hàn nói lời chính nghĩa, ta nói lại lần nữa xem, ta không chấp nhận uy hiếp. Hơn nữa, nơi này chính là địa bàn của nhân tộc. Người ở nơi này hành hung, đây là khiêu khích đối với nhân tộc. Cổ huynh, hắn nhìn về phía cổ hạng minh, không phải ta không cứu ngươi, nhưng nhân tộc chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục đối với yêu tộc. Lăng Hàn, ngươi nếu không ứng chiến, ta sẽ giết hắn. Bức côn quát, chờ một chút, hai đồng tử của cổ hạng minh giãn rộng ra, chuyện không nên như vậy. Bức côn chỉ nói là Lăng Hàn không ứng chiến, hắn sẽ đánh mình, cũng không có nói muốn giết mình. Nhưng vừa nghe Lăng Hàn nói như vậy, thế nào thật sự biến thành muốn giết chết hắn. Lăng Hàn cũng thật giỏi lừa dối. Bước côn ngốc thật sự để cho Lăng Hàn mượn đao giết người sao? Bước hiếu, người không thích nghe Lăng Hàn nói bậy. Ta và hắn có thâm cừu đại hận. Hắn là đang cố ý mượn tay người tới giết ta. Hắn liền vội vàng nói. Hừ, bước côn làm sao có thể tin tưởng. Nhân tộc thật sự không có khí phách. Vì để bảo vệ mình tự nhiên trợn tròn mắt nói dối. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, tay lại dùng sức bóp. Cổ hạng minh chỉ cảm thấy xương cũng sắp gãy. Nhất thời hắn phát ra tiếng kêu lên thảm thiết. Cổ huynh, lăng hàn giả vờ phẫn nộ, lạnh lùng nói. Bức côn, người nhanh thả người. Bức côn cảm thấy đã khống chế được toàn cục, không khỏi cười lạnh, nói. Nếu như người đáp ứng đánh một trận, ta liền thả người. Không có khả năng, ta nói, không chấp nhận uy hiếp. Lăng hàn kiên quyết nói. Vậy ngươi lại trơ mắt nhìn bằng hữu của mình chịu khổ sao? Bước côn đổi một cánh tay khác của cổ hãng minh lại bóp, sắc sắc xác, xương cổ hạng minh lại bắt đầu rên rỉ. Hoàn hảo, bức côn cũng không dám làm quá mức, cũng không thật sự muốn bóp gãy xương của cổ hạng minh. Lăng hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nếu có thể khiến bức côn ra tay giết chết cổ hạng minh thì tốt rồi. Tên ngu ngốc nhà ngươi, ta thực sự là kẻ thù của lăng hàn. Hắn là đang đùa giỡn ngươi, cổ hạng minh nhịn đau lớn tiếng kêu lên. Sao, cuối cùng bức côn dâng lên một điểm nghi ngờ. Hắn dù sao cũng là thiên tài yêu tộc không có tâm địa gian dảo cũng không có nghĩa là hắn ngu. Thời gian dài như vậy, hắn cũng nhìn ra được một vài chỗ không đúng. Lăng Hàn tuy rằng tỏ ra sốt ruột, nhưng bản thân lại hoàn toàn không có một chút kích động nào, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ nhìn thấy được bằng hữu gặp rủi ro. Lẽ nào, mình thật sự bị Lăng Hàn đùa bỡn? Hắn hừ một tiếng, vứt cổ hãng minh qua một bên, nói. Thiên tài nhân tộc cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, ngay cả giao đấu cùng ta cũng không dám. A, à, kịp phản ứng rồi. Lăng Hàn mỉm cười, nói, con rơi nhỏ, người thật muốn bị đánh sao. Bức côn biểu tình lạnh lẽo, nói, chú ý lời nói của ngươi. Bọn họ chính là huyết bức tộc, ở thời kỳ đời trước lại là tồn tại cường đại. Được, chơi với ngươi. Lăng Hàn đứng lên, sở dĩ hắn nguyện ý ứng chiến, là hắn đã nắm giữ được vài phần phong vân phiêu, muốn mượn tay bước côn tới thực chiến một chút. Bức côn sừng sốt, không nghĩ tới Lăng Hàn thật sự sẽ đáp ứng. Hắn lập tức nói, đây chính là người tự tìm hai cánh của hắn rung lên liền lao về phía lăng hàn không để cho hắn có cơ hội đổi ý tốc độ này thật nhanh cuối cùng lại không thể chậm hơn so với báo thái công dưới chân lăng hàn thoáng động triển khai thân pháp veo bước côn chém tới lại rơi vào một khoảng không hắn vô cùng kinh ngạc tốc độ của lăng hàn lại có thể nhanh như vậy phong vân phiêu ánh mắt của hắn đảo qua lại thốt ra thân pháp của báo tộc lại tiếng tăm lừng lẫy hắn liếc mắt liền nhận ra được Tuy rằng bộ pháp của Lăng Hàn vẫn vô cùng mới lạ, nhưng thần vận lộ ra chính là khí thức của Phong Vân Phiêu. Cái này, chỉ một lúc như vậy, nhân tộc này đã nắm giữ Phong Vân Phiêu. Nói đùa, bước côn lộ ra vẻ kinh hãi. Ngục tính của nhân tộc này quả thực cao tới mức đáng sợ. Đừng nói là hắn, cho dù là bích tiêu công chúa cũng thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Luận về thực lực, tất cả mọi người ở đây cùng lên, có khả năng cũng không đủ cho nàng một tay giết chết. Nhưng nói đến ngộ tính, ngay cả nàng cũng phải cảm thấy không bằng. Chương 3829, không chấp nhận uy hiếp hai. Nhân tộc xuất hiện một yêu nghiệt, lòng tin của bức côn lập tức trọng chấn, ngộ tính cao là một chuyện, nhưng lực chiến đấu lại là một chuyện khác. Hai cánh lại rung lên, lao về phía Lăng Hàn, nói đến tốc độ, huyết bức tộc lại không thua báo tộc. Lăng Hàn vẫn không ra tay, chỉ là triển khai thân pháp. Cứ qua thêm một giây, hắn lại hiểu rõ đối với Phong Vân Phiêu thêm một phần. Thân pháp của hắn luyện càng lúc càng thuần thục, khiến cho báo thái công ở bên cạnh không tự chủ được há hốc miệng. Lại một hồi như thế, Lăng Hàn ở trên thành tựu Phong Vân Phiêu đã không thua hắn. Trời ạ, à, làm sao có thể có người khủng khiếp như vậy? Mười mấy phút sau, Lăng Hàn lắc đầu, ở trên phương diện nắm giữ Phong Vân Phiêu, hắn đã gặp phải bình cảnh. Nếu muốn tiến thêm một bước, vậy lại cần một khoảng thời gian dài, phải hiểu rõ được mỗi một chi tiết. Chỉ có điều, cho dù như vậy hắn cũng đạt tới tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, hoàn toàn không kém gì bức côn. Lăng Hàn gào to một tiếng, triển khai phản kích, vẫn là lôi quang quyền, veo veo veo, không chỉ tốc độ ra quyền nhanh đến mức giống như là ánh sáng, hơn nữa còn trồng chất lực cũng vô cùng khủng khiếp. Lôi quang quyền cực hạn là trùng điệp 45 lần lực. Lăng Hàn hiện tại có thể phát huy ra 30 lần, vẫn đang từ từ tăng lên. Hơn nữa hắn còn kèm theo năng lượng cấp độ cao, tính phá hủy của lực quyền này kinh khủng tới mức nào bước côn nhất thời chịu áp lực cực lớn. Sau khi miến cưỡng tiếp nhận mấy chiêu, sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch. Cái gì, ngay cả bước côn cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn sao. Đám yêu tộc đều ngồi không yên, thực lực của bức côn ở trong thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc, tuy rằng thứ hạng không tiến vào trước 30, nhưng chỉ luận về năng lực chiến đấu trong cùng giai, hắn tuyệt đối có thể đứng vào 10 người đứng đầu. Ngay cả bức côn cũng bị đánh bại, vậy cùng dai, người có thể đánh một trận thắng được Lăng Hàn thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giao đấu liên tục không ngừng, sau khi đánh gần một giờ, bước côn cuối cùng mới chống đỡ hết nổi, bị thua. Trên thực tế, Lăng Hàn tuyệt đối không cần thắng được gian nan như thế. Nhưng vì để đào hố cho yêu tộc, hắn có ý định khống chế thực lực của mình. Cho dù là như vậy, đám yêu tộc cũng nói không ra lời. Còn có ai có thể chấn áp được Lăng Hàn, cần phải xuất động minh văn cảnh sao? Nhưng Lăng Hàn chỉ mới là hoán huyết, lấy ưu thế vượt qua hai cảnh giới lớn đi nghiền ép hắn, cho dù thắng được thì được gì. Nhưng cùng là 20 tuổi, bức côn đã là người mạnh nhất. Còn có thể tìm ai nữa? Lăng Hàn cũng không thể đối phó, vậy Hồng Thiên Bộ thì sao? Sĩ khí của yêu tộc thoáng cái giảm xuống đến đáy cốc. Lăng Hàn cười nhạt, nói, các ngươi không phải là không phục sao, có phải rất muốn đánh bại ta? Được, ta cho phép các ngươi xuất động cao thủ cấp bậc minh văn cảnh. Chỉ có điều, phải lấy ra tiền đặt cược, thấp ta lại không đáp ứng. a à, tiểu tử này cũng thật ngông cuồng, thật sự cho rằng mình thắng được bức côn, liền có thể không coi cường giả minh văn cảnh ra gì sao. Đôi mắt đẹp của bích tiêu công chúa nhất thời sáng lên. Hình như nàng nhớ ra cái gì đó, nàng vốn muốn mở miệng, lại ép xuống. Lăng hàn, người thật ngông cuồng, hổ tứ hải nhảy ra ngoài, hắn lộ vẻ uy nghiêm đáng sợ nhìn lăng hàn, đằng đằng sát khí. Cao thủ minh văn cảnh, ngươi lấy cái gì đánh cược cùng ta? Lăng Hàn thản nhiên hỏi, hổ tứ hải hư một tiếng, nói, ta đây có một khối bảo sắt, có thể chế tạo vũ khí cao dai. Tay hắn ra một khối kim loại màu xanh lục, chỉ lớn bằng nắm tay. Phụ thân, đây là lục tảo kim, tuy rằng không coi là chân kim, nhưng ở dưới tiên đồ, miễn cưỡng cũng coi như nhìn được. Lục Hoa nhảy đến đầu vai của Lăng Hàn nói, ừ, cái này có thể chế tạo phi kiếm. Vừa vặn Lăng Hàn cảm thấy chín thanh phi kiếm này của hắn đã không theo kịp tu vi của hắn, lăng hàn gật đầu nói được ta nhận nhận em gái ngươi ngươi đã thắng sao hổ tứ hải hừ một tiếng nói ta là tam văn nói rõ trước với ngươi để tránh ngươi nói ta khi dễ ngươi minh văn đánh hoán huyết đây đã là khi dễ đến không thể lại khi dễ hơn ai có thể nói đây là do lăng hàn chủ động khiêu chiến lăng hàn cười nhạt ngoắc ngoắc ngón tay nói đến đây đi hổ tứ hải giơ hai tay lên từng mảnh móng tay sắc bén từ trong tay hắn bắn ra ngoài mỗi mảnh móng tay này đều có thể so sánh với lợi khí cấp bậc minh văn cảnh yêu tộc thời kỳ trước cường đại ở tất cả các phương diện lang hàn chắp hai tay ra sau lưng có vẻ vân đạm phong khinh thật đúng là điên cuồng chỉ có điều cũng chỉ có hiện tại thôi hồ tứ hải vừa nói vừa xông tới công kích dưới tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh gia tăng trong nháy mắt hắn liền vào tới trước mặt Lăng hàn sau đó một chảo đánh tới lang hàn nhếch miệng cười quyền đánh thẳng ra đón đỡ thình thịch kinh lực va chạm lập tức dẫn phát ra xung động lớn, sau đó hai bên đều tiêu tan. Cái gì, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, lộ ra biểu tình không thể tin được. Lăng Hàn lại có thể chống đỡ được Minh Văn Cảnh, hơn nữa còn là tồn tại Tam Văn, còn là một vị thiên tài của hổ tộc. Hổ Tứ Hải không phải yêu nghiệt như Vũ Văn Hống, có thể nhảy qua một đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng chiến lực của hắn cũng đạt tới trình độ Tam Văn. Đây mới là chỗ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn lại có thể không rơi vào hạ phong nói đùa tại sao có thể có hoán huyết cảnh cường đại như vậy lăng hàn nhe răng phẩy phẩy tay lực lượng của con hổ này thật là lớn cho dù hắn dùng tới tần suất công kích nhưng vẫn có một bộ phận lực lượng không tiêu tan khiến cho tay hắn cũng có chút cảm giác tê dại bích tiêu công chúa lộ ra vẻ tươi cười nói chúc mừng lăng đại sư bước vào cực cốt cảnh phụt tất cả mọi người đều phun ra cái gì lăng hàn lại có thể bước vào cực cốt cảnh khó trách hắn có thể chống lại hổ tứ hải giống như yêu nhiệt hồng thiên bộ quả thực có thể vượt qua một cảnh giới lớn vẫn vô địch. Không đúng, gia hỏa kia không phải ở thời điểm hoán huyết cảnh nhiều lần thương tổn tới căn cơ, hoàn toàn không có thể đột phá cực cốt cảnh. Hắn làm thế nào vượt qua được, yêu quái, báo thái công nhất thời phản ứng lại, hét lớn, hóa ra ngươi là cực cốt cảnh, người hãm hại ta. chương 3830, hóa ra ngươi là cực cốt cảnh. Lăng Hàn nhìn sang, nói, ta là cực cốt cảnh thì thế nào, lẽ nào ta khi dễ ngươi sao? Cái này, báo thái công không lời chống đỡ. Lăng Hàn là cực cốt cảnh thì như thế nào? Mình cũng không áp chế cảnh giới. Hơn nữa, Lăng Hàn vừa đột phá, hắn đã là tam cốt. Tuy rằng đều là cực cốt cảnh, nhưng hắn nhất định là chiếm tiện nghi. Vậy mà không thể giành chiến thắng, còn có mặt mũi nào trách người khác. Hắn không có gì để nói nữa, nếu không chỉ là tự dước lấy nhục. Cực cốt cảnh, hổ tứ hải hư một tiếng. Hắn nắm ưu thế cao hơn tròn một đại cảnh giới, chắc là nắm chắc phần thắng hắn lại xông ra giống như ác hổ nhào tới bắt con mồi lăng hàn sử dụng ra yêu hầu quyền chống lại cao thủ nắm giữ chiến lược ngũ văn hắn không có khả năng lại giấu nghề ầm ừ, một con yêu hầu lớn viễn cổ hiện lên dung hợp với thất biến của lăng hàn hình thành sát khí chấn áp về phía hồ tứ hải phải biết rằng sát khí lăng hàn lại khiến cho ngay cả vũ văn hống cũng phải chịu ảnh hưởng hồ tứ hải tuyệt đối không thể hơn được vũ văn hống lại làm sao có thể chống đỡ được khí thế của hắn bị đoạt Hắn không khỏi ngẩn người. Tuy rằng hắn lập tức khôi phục lại, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng, trong một trường đánh ra, uy lực giảm nhiều. Thình thịch, hai người lại va chạm một lần, Hổ Tứ Hải nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Lăng Hàn thừa thắng truy kích, hai tay triển khai, hung bạo đánh ra không ngừng. Hổ Tứ Hải ra sức chống đỡ, lực lượng của hắn thật ra ở trên Lăng Hàn, theo lý lẽ cũng không sợ hãi liều mạng cùng Lăng Hàn. Nhưng trước khí thế áp chế, hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra chiến lực của bản thân lại có thể ở trong đối kháng như vậy rơi vào hạ phong tất cả mọi người đều nói không ra lời tuyệt đại thiên tài ta nghĩ gọi hắn là hồng thiên bộ thứ hai thật ra là ủy khuất hắn chính là hắn lăng hàn không sai hồng thiên bộ là hồng thiên bộ lăng hàn là lăng hàn đều là yêu nhiệt ép trời không tồn tại ai là thứ hai của ai các nhân tộc đều gật đầu trước đó bất kể lăng hàn biểu hiện yêu nhiệt ra sao mọi người đánh giá cao nhất đối với hắn chính là hồng thiên bộ thứ hai thậm chí có rất nhiều người cho rằng lăng hàn không xứng với cái danh hiệu này nhất là lăng hàn thương tổn tới căn cơ võ đạo mọi người càng cho rằng lăng hàn chỉ có thể dừng lại ở hoán huyết cảnh vậy càng không xứng với danh hiệu hồng thiên bộ thứ hai nhưng bây giờ lăng hàn không chỉ thẳng tiến vào cực cốt cảnh cũng tiếp tục thần thoại yêu nghiệt cường giả tam văn thì như thế nào trực tiếp đánh ép lăng hàn gào to một tiếng hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp uy lực của yêu hầu quyền còn có uy lực sát khi do thất biến hình thành vốn cho rằng hắn cũng có thể chống lại tam văn hiện tại xem ra tam văn cũng có thể đánh bại nhảy qua một cảnh giới lớn vẫn có thể vô địch phụ thân không hổ danh là phụ thân lợi hại lục oa thì thào cho dù là ở thời đại thần thoại chỉ sợ cũng chỉ có thần tử tuyệt thế thần nữ có thể sánh ngang cùng phụ thân nhân tộc nhỏ bé hồ tứ hải giống to hơn hắn cũng không muốn bị đóng đinh ở trên tấm bia sỉ nhục nắm giữ ưu thế một cảnh giới lớn hoàn chỉnh còn phải thua ở dưới tay của lăng hàn Đối phương lại là nhân tộc, hắn gầm thét, lông trên toàn thân nổ mạnh, lực lượng thoáng cái tăng lên hơn gấp 2 lần. Mãnh hổ trưởng, hổ tứ Hải vận chuyển ra tuyệt chiêu, một trường lại một trường đánh ra, cộng thêm dưới huyết khí sôi trào lực lượng gia tăng, lực của trưởng này khủng khiếp đến mức không có cách nào hình dung nổi. Ầm, ừ, dưới năng lượng màu đen quấn quanh, chiến lực của hổ tứ Hải đã vượt qua Ngũ Văn đỉnh phong. Lăng Hàn cũng không dám cứng rắn đỡ, dù sao lực lượng của hắn cũng chỉ khoảng nhất văn cứng rắn chống đỡ lực lượng như vậy tuyệt đối là muốn chết. Chỉ có điều, hắn cũng không sôi trào huyết khí, mà vận dụng tinh thần lực. Vèo, một đạo hàn quang bay về phía hồ tứ hải, dưới tốc độ gấp 7 vận tốc âm thanh, cực cốt cảnh bình thường thậm chí ngay cả nắm bắt quỹ tích cũng khó khăn, rất có khả năng sau khi chúng kiếm mới có thể kịp phản ứng. Chút tài mọn, hồ tứ hải khinh thường nói, vung trường nghênh đón về phía phi kiếm. Phụt, lòng bàn tay của hắn nhất thời có máu tươi giống như gió bão phun ra hồ tứ hải bị đau hắn chỉ thấy một thanh tiểu kiếm cắm ở lòng bàn tay của hắn lúc tới tận chui hắn không khỏi hoảng sợ yêu tộc ở dưới bạo phát biên độ lực lượng tăng trưởng quả thực không bằng bí lực của nhân tộc nhưng lực phòng ngự cũng sẽ theo nâng cao tổng hợp lại có thể thấy tuyệt đối sẽ không yếu hơn nhân tộc nhưng ở dưới tình huống lực phòng ngự tăng vọt hắn vẫn bị một kiếm của lang hàn bắn tới xuyên thủng bàn tay a à, lực công kích này kinh khủng tới mức nào nhiệm lực thật mạnh hắn nói có thể xuyên thủng bàn tay của hắn, uy lực thực sự khủng khiếp. Hơn nữa, nếu như một kiếm này đâm chúng không phải là bàn tay của hắn, mà là mắt hắn, như vậy sẽ thế nào? Nhân tộc, Hổ Tứ Hải cắn răng nói, ở giai đoạn trước khi bước trên tiên đồ, yêu tộc toàn diện nghiền ép nhân tộc. Nhưng nhân tộc cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Đó chính là niệm lực, yêu tộc trời sinh khí lực mạnh mẽ, bí lực lại thêm thể lực, ở trên lực lượng nhất định sẽ vượt lên trước võ giả cùng giai. Nhưng luận đến niệm lực, yêu tộc sẽ bị thua thiệt. Cho nên, trong yêu tộc gần như không có đan sư, trận sư. Đối thủ trước mặt này, khiến cho hắn dâng một loại vô cùng khó chơi. Lăng Hàn mỉm cười, nói, mèo con, không đánh, ta coi như ngươi nhận thua. Hổ Tứ Hải đương nhiên sẽ không chịu thua, hắn hét lớn một tiếng, liền đánh về phía gáy của Lăng Hàn. Quét quét quét, hắn nhanh chóng vung chảo, đánh ra từng chảo ấn, trên đó có kèm theo năng lượng màu đen, có lực phá hoại kinh người. Lăng Hàn triển khai phong vân phiêu, dưới chân vận chuyển như bình thường, hai tay cũng liên tục đánh ra quyền ấn màu vàng. Mặt khác, hắn cũng vận chuyển đá vụn từ bốn phía xung quanh lên, lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người đánh ra. Tuy rằng lúc này đây không thể so sánh cùng lực sát thương của phi kiếm, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, cuồn cuộn không dứt. Phụt phụt phụt, những hòn đá này đánh vào trên người Hồ tứ hải, đều bị đập cho nát bấy, nhưng cũng không tạo thành nhiều tổn thương đối với Hồ tứ hải. Chương 3831, Bạch Hổ Viễn cổ đấu với Yêu Hầu. Cho dù là như vậy, thân hình Hổ Tứ Hải vẫn bị đánh cho lảo đảo, công kích hoàn toàn không thành hình. A a a, Hổ Tứ Hải ngửa mặt lên trời giống to hơn, từ trước tới nay hắn chưa từng bị đánh cho ủy khuất như vậy. Rõ ràng chiếm ưu thế về lực lượng, lại bị người đánh ép. Trong mắt hắn hiện lên một tia hung quang, nhân tộc, đây chính là người ép ta. Ầm, ừ, hắn tản ra uy lực mạnh mẽ dữ dội đáng sợ, vốn người đang đứng thẳng nhưng bây giờ hắn lại phủ phục đến trên mặt đất giống như một con mãnh hổ phút 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 trang phục trên người hắn tách ra thật sự được hiện ra một con hổ cực lớn hắn hóa về nguyên hình những yêu tộc này đều ăn quả hóa hình lúc này mới biến thành hình thái nhân loại nhưng chỉ cần bọn họ nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nguyên hình thật ra đây mới là hình thái chiến đấu cường đại nhất của bọn họ nhưng hổ tứ hải rõ ràng là một con hổ vằn vừa vặn phía trên phát ra ánh sáng màu trắng khiến cho hắn nhìn qua giống như một con hổ trắng. Hóa ra lời đồn đại là thật, Hồ Tứ Hải nắm giữ một tia huyết mạch của thần thú Bạch Hổ. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng Bạch Hổ là tồn tại khủng khiếp tới mức nào. Một tia huyết mạch phát huy ra, cũng đủ để khiến cho chiến lực của hắn trở nên vô cùng khủng khiếp. Rất nhiều yêu tộc đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng, vốn tưởng rằng Hồ Tứ Hải nắm giữ huyết mạch Bạch Hổ chỉ là một lời đồn, thật không nghĩ tới đúng là sự thật, huyết mạch của Bạch Hổ này quá mỏng manh sử dụng một lần ít nhất phải nhiều năm sau có khả năng khôi phục lại. Có người mắt độc, rất nhanh lại nhìn ra, thảo nào hồ tứ hải ở trong chiến đấu cũng không kích hoạt huyết mạch, bởi vì đây là con át chủ bài trong con át chủ bài. Sử dụng một lần sẽ phải ngừng nhiều năm, mấy năm mới có khả năng sử dụng một lần, hồ tứ hải bạo phát tuyệt đối khủng khiếp. Vì tôn nghiêm của yêu tộc, hắn phải cố gắng đánh một trận. Đúng, đây là vì tôn nghiêm của yêu tộc chúng ta. Ở trong những tiếng bàn luận của yêu tộc, hổ tứ hải bất chợt phát ra một tiếng rít gào, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Thật ra rất nhiều người chỉ cảm thấy trong lỗ tai vang lên những tiếng ầm ầm ầm, lại trực tiếp mất đi ý thức, ngã quỵ xuống đã hôn mê. Đây chính là một vị cường giả minh văn cảnh đang phát huy, còn kích hoạt ra huyết mạch của thần thú viễn cổ. Uy lực của một tiếng gầm, cho dù là cực cốt cảnh cũng khó có thể chịu đựng được. Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới hổ tứ hải còn có chiêu này. Trước đây, thời điểm đánh với Hồng Thiên Bộ, tại sao hắn lại không có sử dụng qua ừ thời điểm đánh với hồng thiên bộ hồ tứ hải thực lực kém hơn quá nhiều sợ rằng sử dụng ra một chiêu này cũng chỉ là vô dụng hơn nữa lúc đó cũng không có bay lên đến vấn đề tôn nghiêm của hai chủng tộc cho nên hắn không cần bất chấp mọi giá lần này lại khác cảnh giới của hắn chiếm ưu thế hơn nữa còn là đang xuất chiến vì tôn nghiêm của yêu tộc nếu như bại bởi lăng hàn nói hắn là tội nhân của yêu tộc cũng không quá đáng có tuyệt chiêu còn không sử dụng sau này bị người biết, hắn càng bị nghìn người chỉ trích. Cho nên, hổ tứ hải nhất định phải liều mạng, sử dụng ra tất cả. Vậy xem thử, huyết mạch bạch hổ có chỗ nào thần kỳ. Hổ tứ hải rít gào liên tục, mỗi lần rít gào một tiếng, hắn phát ra khí tức lại cuồng bạo hơn một phần. Dần dần, phía sau hắn hiện ra ảo ảnh của một con bạch hổ, nhìn không được rõ lắm, lại khiến người ta một loại cảm giác dài khoảng chừng 10 vạn vạn trường. Lăng Hàn, ở trước mặt hào quang trói lọi của tổ tiên ta, người căn bản ngay cả một cọng hành cũng không phải. Hồ Tứ Hải nói, hắn quay về Lăng Hàn vung chảo lên, vù, chỉ thấy ảo ảnh con bạch hổ kia liền lao về phía Lăng Hàn. Thật đáng sợ, bạch hổ lại là thần thú trong truyền thuyết, cho dù chỉ là một đạo ảo ảnh mơ hồ cũng vô cùng cường đại. Lăng Hàn không dám khinh thường, hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển ra yêu hầu quyền. Sát khí lưu chuyển, một con yêu hầu viễn cổ cũng hiện lên. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Con yêu hầu này tuy rằng vốn lệ khí trùng thiên, nhưng thiếu linh động. Chỉ có điều khi nhìn thấy được con bạch hổ này, nó bỗng nhiên trở nên sinh động. Trên người nó hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng lóng lánh, trong tay cũng xuất hiện thêm một cây gậy. Không nhìn thấy rõ nó làm bằng chất liệu gì, chỉ có thể nhìn đến phía trên có vô số ký hiệu phiền phức. Nó đứng ở đó, chân đạp mặt đất, đầu đội trời cao. Cây côn sắt này hình như chỉ cần nhẹ nhàng thoáng động là có thể quấy đảo thiên địa. Không chỉ như vậy, ảo ảnh con bạch hổ này cũng biến thành chân thật. Thân thể thật sự có kích thước dài 10 vạn vạn trược, so với mặt trời còn muốn khổng lồ hơn, che khuất cả bầu trời. Hai ảo ảnh một hổ, một khỉ này lại rằng coi như vậy, dường như xuyên qua thời không. Đây là, đây là, bích tiêu công chúa lập tức trở nên vô cùng kích động. Nàng vốn đang ngồi, hiện tại lại đứng phát dậy, hai tay nắm nắm, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. A, à, lại có một tia liên hệ vượt qua thời không. Lục Hoa kinh ngạc nói. Tuy rằng tu vi của nàng không cao, lại có thiên phú thần thông thông hiểu bí thuật không gian, đối với không gian cảm ứng vô cùng linh mẫn. Ta cảm ứng được một ý chí chí cao từ thời không xa xăm vô tận xuất hiện ở nơi này. Không đúng, là hai. Đừng nói với ta, hầu tử và Bạch Hổ Viễn cổ sáng tạo ra môn quyền pháp này còn sống. Thời gian đã qua mấy nghìn vạn năm, không có tồn tại nào còn có thể sống được. Ừ, hai ý chí này tuy rằng trí cao vô thượng, lại đều yếu ớt vô cùng. Chắc là trước đây Bạch Hổ và Yêu Hầu đều quá cường đại, được thiên địa chạm khắc ra đạo ấn. Hiện tại huyết mạch va chạm phải bí thuật, khiến cho thiên địa phản ứng. Nhất định là như vậy, Lục Qua gật đầu nói, hình như muốn thuyết phục mình. Yêu Hầu đột nhiên hành động, nó vung mạnh côn sắt liền đánh về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ đón đỡ, vung chảo đánh về phía côn sắt. Rõ ràng chỉ là ảo ảnh, nhưng khi móng vuốt hổ và côn sắt va chạm vào nhau, một sát khí đáng sợ trùng kích. Âm ầm ầm ầm. Tất cả mọi người đều ngã xuống đất. Ngoại trừ ba người, Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa còn có Lục Hoa, chương 3832, bại lộ. Trên người Bích Tiêu công chúa hiện ra một quầng sáng màu vàng nhạt, ngưng tụ thành hình thái một con khỉ. Nhìn qua có vài phần tương tự với con yêu hầu ở trên bầu trời kia. Nàng có thể chống đỡ được luồng sát khí này trùng kích, cũng không bởi vì nàng là tu vi tầm bí cảnh, là bởi vì quầng sáng này. Lăng Hàn lại hoàn toàn khác trong cơ thể hắn có 10 vạn vạn vị diện, mỗi một sinh linh đều nắm giữ ý chí của mình. Một ý chí này tất nhiên không tính là gì cả, nhưng vô số sinh linh bên trong 10 vạn vạn vị diện này công lại, như vậy đủ cường đại, để đối kháng với sát khí trùng kích. Lục qua thì sao, nàng căn bản không ở trong thời không này, lại làm sao có thể chịu ảnh hưởng. Trên bầu trời, yêu hầu lại không có để ý tới đám người phía dưới. Lệ khí của nó trùng thiên, vung vẩy côn sát không ngừng đập về phía bạch hổ ngươi là thần thú lại như thế nào đánh cho ngươi phục đây là một loại ngạo khí chính là bá đạo như vậy ầm um, ầm um, ầm um, côn sắt không ngừng hạ xuống bạch hổ tất nhiên chỉ còn lại có khả năng chống đỡ sau mấy trăm côn xuống bạch hổ mặc dù không có nhận một chút tổn thương nào nhưng ảo ảnh lại dần dần trở nên hư ảo nó không phản kháng nữa mà nhìn chằm chằm vào con yêu hầu ầm um, một côn đánh lại thân hình của nó nhất thời tiêu tan yêu hầu chống côn đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa hình như trời sập xuống nó cũng có thể dốc hết sức nâng lên nhưng thân ảnh của nó đã trở nên mơ hồ bỗng nhiên biến mất cuộc chiến đấu kết thúc với một loại phương thức chấn động lại có tính ý kịch lam hàn đứng hồ tứ hải ngã xuống ai có thể nghĩ tới cuộc chiến đấu của hai người này tự nhiên sẽ triệu hồi ra yêu thánh thời kỳ viễn cổ cách dòng sông dài lịch sử tiến hành một hồi loại chiến đấu khác lại yêu hầu mạnh hơn sao có lẽ là vậy cũng có lẽ bởi vì huyết mạch bạch hổ của hồ tứ hải thật sự quá mỏng manh dẫn đến triệu hồi ra lực chiến đấu ảo ảnh bạch hổ lại chưa đủ. Ai biết được, tồn tại như vậy nếu như xuất thế, thật không biết kinh khủng tới mức nào. Không nói gì khác, cá thể bạch hổ so với thiên hải tinh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Vậy chỉ cần đánh ra một trường đập nát thiên hải tinh, còn có ai có thể sống sót được nữa. Lăng Hàn, người thật đúng là đặc biệt, Bích Tiêu Công Chúa nói, có thể chống lại khí thế yêu thánh viễn cổ trùng kích, người rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Nàng đương nhiên có phần khoa trương. Bạch Hổ, yêu hầu trước đó cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Nếu như bản thể xuất hiện, vậy khí thế phát ra bọn họ cũng không thể chống lại. Lăng Hàn cười nhạt, công chúa cũng vô cùng không tầm thường. Tại hạ bội phục, trong ánh mắt của Bích Tiêu công chúa tản ra sát ý. Hiện tại tất cả mọi người bị chấn động hôn mê, nếu như giết chết Lăng Hàn, chết không có đối chứng, nàng có thể hoàn mỹ thoát thân, ném cái tội này cho hai yêu thánh viễn cổ. Lăng Hàn giống như là một đương sự trong đó, bị Bạch Hổ gạt bỏ vì sao hổ tứ hải không treo rất đơn giản a à, bởi vì bạch hổ đánh thắng yêu hầu nàng trước sau suy tính một chút cảm thấy điều này có thể thực hiện được quang não sao ha ha ở dưới trùng kích của hai đại yêu thánh viễn cổ quang não của mỗi người đều bị phá hỏng mặt ngoài không tổn hao gì nhưng linh kiện mang tính mấu chốt đã bị thiêu hủy cho nên tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ trong lòng lăng hàn dâng lên sự cảnh giác hắn biết công chúa yêu tộc này đã có vài lần muốn giết hắn mà lần này, đối phương thật sự có khả năng nắm giữ một cơ hội tuyệt đối tốt. Chỉ có điều, Lăng Hàn mỉm cười, nói, Lục Hoa, cầm một trái cây cho ta. Được, phụ thân, Lục Hoa giòn dã đáp ứng. Con người của Bích Tiêu Công Chúa không khỏi căng thẳng, chỉ thấy một quả từ trong không trung hiện ra, nhẹ nhàng di chuyển về phía Lăng Hàn. Điều này rất giống với niệm lực gây ra, nhưng Bích Tiêu Công Chúa có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải niệm lực. Bởi vì nàng cũng phát ra niệm lực, cũng không phát hiện trái cây còn có niệm lực khác còn nữa nàng cũng nghe được giọng nói của lục hoa a à, một tồn tại có thể ẩn thân bích tiêu công chúa lập tức bỏ đi dự định giết người không thể diệt khẩu điều này có nguy hiểm quá lớn một khi bị trần phong viêm biết vậy nàng nhất định phải chôn cùng hóa ra lăng đại sư còn có chiêu này chuẩn bị ở phía sau thật sự là vượt ra ngoài dự đoán của bích tiêu bích tiêu công chúa thản nhiên nói đột nhiên mặt nàng biến sắc nổi lên một tầng đỏ ửng ngươi là tên trộm kia nàng bị trộm mất một pháp khí không gian cho tới bây giờ còn không có phát hiện ra là mất như thế nào hơn nữa bởi vì bên trong còn có nội y của nàng nàng thậm chí không dám để lộ ra cho tới bây giờ nàng mới phát hiện tên trộm thần bí này là ai vừa nghĩ tới lăng hàn có khả năng đã từng sử dụng hai tay chạm qua nội y của mình nàng nhất thời nổi giận không có cách nào hình dung lăng hàn a à một cái thật không nghĩ tới vì trấn áp công chúa yêu tộc này lại không cẩn thận lộ ra sự thực mình đã từng đi trộm đồ. Chỉ có điều, hắn tất nhiên là thề thốt phủ nhận, hiên ngang lẫm liệt lắc đầu. Không biết công chúa đang nói cái gì, ngươi giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, bích tiêu công chúa hừ một tiếng, nàng đã kết luận lang hàn chính là tên trộm kia, dĩ nhiên, kẻ ra tay lại là lục hoa, nàng thật sự muốn nhìn xem lục hoa này có bộ dạng thế nào. Lăng Hàn buông thõng hai tay, nói, thực sự muốn tội thì thêm tôi, ta nói này công chúa Điện Hạ, nàng cũng không thể oan uổng cho người tốt như vậy lục oa thẻ lưỡi thầm nghĩ phụ thân này thật đúng là đủ vô sỉ chỉ có điều nàng thích nếu như có quy có củ vậy cũng quá nhàm chán lang hàn đi tới trước người hồ tứ hải dừng bước ngươi muốn làm cái gì bích tiêu công chúa hỏi giọng nói có chút lạnh nếu như lang hàn dám nhân cơ hội tổn thương hồ tứ hải nàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn yêu tộc tuy rằng xưng thần nhưng tuyệt đối không thể mặc cho nhân tộc xâm lược lang hàn cười lấy ra một cây viết vẽ vài nét ở trên đầu của Hồ Tứ Hải, nói: "Không cần lo lắng, ta không có khả năng nhân cơ hội lấy đi tính mạng của hắn." Bích Tiêu công chúa vừa thấy, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. "Ừ, a, à, à, lúc này mọi người vừa tỉnh lại, người tu vi cao, thiên phú cao tỉnh lại sớm, người tu vi thấp, thiên phú kém tỉnh lại muộn, nhưng sớm, muộn cũng không có tranh lệch nhau quá nhiều, cũng chỉ là mấy phút mà thôi." Chương 3833, chiến thực 1 vừa mới xảy ra chuyện gì, ta hình như thấy được một con bạch hổ khổng lồ, còn muốn lớn hơn so với tinh thể. Còn có một con yêu hầu, hình như chống cả vòng trời. Yêu hầu và bạch hổ đánh nhau, sau đó chúng ta lại hôn mê, mọi người mồm năm miệng mười, dần dần liên kết ra chuyện lúc trước. Người hôn mê, người cũng hôn mê, lăng hàn lại vẫy vẫy tay về phía bích tiêu công chúa, nói. Tới đi, tiền đặt cược của ta, ta lại không có thua, hổ tứ hải hét lớn. Lăng Hàn cười ha hả, chỉ vào chán của hồ tứ hải hồ tứ hải sửng sốt nhìn lại về phía bên người chỉ thấy đối phương cười khúc khích ngươi nói vậy là có ý gì ta có gì đáng cười hồ ca chán của hồ ca lên người kia muốn nói lại thôi ha 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 mọi người vốn vẫn đang khiếp sợ vì bạch hổ và yêu hầu trước đó nhưng vừa nghe nhắc nhở như thế rất nhiều ánh mắt đều rơi vào hổ trên mặt tứ hải nhất thời mọi người đều bật cười hồ tứ hải không biết tình hình vội vàng đi tìm cái gương vừa nhìn tới hắn thiếu chút nữa tức tới hôn mê bất tỉnh hóa ra trên trán của hắn đúng là bị vẽ một chữ vương không cần phải nói nhất định là lăng hàn làm điều này có nghĩa là đối phương muốn lấy tính mạng của hắn cũng là chuyện dễ dàng nhưng ngươi vẽ một chữ vương là có ý gì coi ta là thành lão hổ sao ta tuy rằng đúng là hổ nhưng trên mặt bị vẽ một chữ vương bao giờ cũng cảm giác hết sức không được tự nhiên hắn không còn mặt mũi nào gặp người vội vàng bay đi Bích tiêu công chúa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ném lục tảo kim cho Lăng Hàn. Lăng Hàn ho khan một tiếng, nói, nếu muốn khiêu chiến với ta, có thể tìm hiên viên định quốc đăng ký. Ở trong vòng ba ngày, ta sẽ đáp lại có chiến đấu hay không. Chỉ có điều các người cũng đừng quên quy củ của ta. Nhớ phải nói rõ ràng là lấy cái gì để đặt cược. Nói xong, Lăng Hàn liền nghinh ngang rời đi, lại phải đợi nữa, chắc hẳn tồn tại cường đại như giống Vũ Văn Hống, Cô nhị đều sẽ tới tìm hắn khiêu chiến. Cùng gia đánh một trận, Lăng Hàn không sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng những người này sẽ áp chế cảnh giới đánh với hắn một trận sao? Vũ Văn Hống tuy rằng cũng là minh văn cảnh, nhưng thiên tài này nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp. Chiến lực có thể đạt tới khai khiếu, bằng không trước đây hắn cũng không có khả năng đi khiêu chiến Hồng Thiên Bộ. Mặc dù không có thực sự giao đấu, nhưng đã có thể chứng minh sự cường đại của hắn. Lăng Hàn hiện tại cũng không có thực lực địch nổi khai khiếu cho dù là hắn đạt được ngũ cốt chắc hẳn cũng không có khả năng trừ khi hắn có thể bước vào độ cao như lục cốt thậm chí thất cốt vậy cho nên không đi nữa chính là tìm đánh lang hàn cũng không có khuynh hướng nhận ngược hắn trở lại học viện liền đề xuất với phía học viện hắn đã bước vào cực cốt cảnh yêu cầu tốt nghiệp hắn lại có hai danh hiệu đại sư đưa ra yêu cầu như vậy học viện tất nhiên sẽ lập tức tiến hành phúc đáp ý kiến đồng ý với đề nghị của hắn mấy đại lão của học viện còn đích thân tới tiễn hắn rời đi. Lăng Hàn mặc dù rời khỏi học viện, nhưng Hoán Tuyết vẫn ở lại trong này. Hắn thật sự không rảnh đi chỉ điểm cho tiểu thị nữ. Nhiệm vụ này vẫn giao cho học viện, hắn ở bên ngoài tìm một chỗ vô cùng thanh tĩnh. Dù sao có tiền, liền mua được chỗ này, có người nói bất động sản đế đô năm gần đây vẫn luôn tăng cao. Mua lại đầu tư cũng không tệ, tuy rằng Lăng Hàn không thiếu chút tiền ấy, sau khi thu xếp xong xuôi, Lăng Hàn liền lại bắt đầu cân nhắc tới Phong Vân Phiêu. Tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn hắn đã nắm giữ được môn thần pháp này, nhưng vẫn không thể đủ để đẩy mạnh đến mức tận cùng. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể tăng lên gấp một lần vận tốc âm thanh, mà không phải là gấp 2. Thời gian đột phá thất biến, ta mở ra một môn thần thông. Như vậy nếu như có thể đột phá thất cốt, có thể khiến cho ta lại nắm giữ một môn thần thông hay không? Lăng Hàn thì thảo nói, mười phần mong đợi, thần thông hậu thiên không thể so sánh cùng với tiên thiên nhưng có vài thần thông hậu thiên cũng cường đại không gì sánh được. Đồng thuật đang là một trong số đó, chỉ là hiện tại đồng thuật của Lăng Hàn quá yếu, còn xa mới đạt được độ cao của nhị hoa. Không sao, hắn tin tưởng theo tu vi nâng cao, đồng thuật nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Chỗ tốt lớn nhất của đồng thuật, chính là có thể sử dụng ở trên phương diện phá trận. Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười, đồng thuật lại phối hợp với trận sư siêu cấp như hắn, sau này muốn phá giải cấm chế khẳng định càng dễ dàng hơn, không cần cứ phải dựa vào con heo kia. a, à, con heo béo, người thế nào lại theo tới đây? hắn nhìn về phía con heo nhỏ háo sắc này, heo háo sắc đang nằm ngủ, nghe vậy về phía hắn liếc mắt thoáng nhìn, càng làm đầu rũ xuống, bộ dạng heo đại gia mặc kệ bộ dáng của ngươi. kỳ quái, con heo này không phải thích mỹ nữ sao? thế nào tự nhiên không ở bên cạnh hoán tuyết, ngược lại theo hắn qua đây? chẳng lẽ là mục tiêu nhắm ngay bảy đứa trẻ hồ lô? vậy ngươi lại tự cầu nhiều phúc đi, đây chính là bảy hài tử bạo lực, không quay ngươi thành heo sữa quay đã là không tệ. Trên thực tế, bảy nữ hài tử không phải không muốn ăn heo sữa quay. Tứ hoa thậm chí phun lửa vào con heo háo sắc, muốn trực tiếp nướng chín, không nghĩ tới năng lượng cấp độ cao như vậy tất nhiên cũng không thể tổn thương được heo háo sắc. Heo háo sắc, người rốt cuộc là lai lịch gì? Con lợn nhỏ sử dụng một loại ánh mắt hài hước nhìn lăng hàn, phát ra âm thanh ỏm ọp ỏm ọp, hình như đang xem thường hắn. Còn như vậy, cẩn thận ngày hôm nay không có cơm ăn. Lăng Hàn uy hiếp nói, heo háo sắc lập tức kinh sợ, một chút khí phách cũng không có. Lăng Hàn ở tại nơi ở mới hai ngày, dần dần liền có người biết địa chỉ mới của hắn. Rất nhanh lại có người đến thăm, yêu tộc quả nhiên chưa từ bỏ ý định, lại đề nghị khiêu chiến về phía hắn. Trực tiếp tìm tới cửa khiêu chiến, Lăng Hàn hờ hứng, nói phải giữ lời có đúng hay không. Thấy Lăng Hàn không để ý, yêu tộc chỉ có thể đưa khiêu chiến thư đến chỗ hiên viên định quốc. Hiên viên định quốc liền lắc mông chạy tới chạy lui, ở trong học viện hắn là nhân vật phong vân, nhưng sau khi rời khỏi đó, hắn cũng chỉ là một trong những hậu đại của hiên viên đại soái thật sự không tính là xuất sắc. chương 3834, Chiến thư hai. Nhưng sau khi hợp tác với Lăng Hàn, ở trên phương diện kinh tế hắn đã thành một tồn tại siêu quần xuất chúng. Mà bây giờ lại ở trước mặt rất nhiều nhân vật lớn liên tiếp mặt mày rạng rỡ quét cảm giác tồn tại, địa vị thoáng cái lại tăng lên đương nhiên toàn bộ điều này là bởi vì có lăng hàn cho nên hiên viên định quốc làm chân chạy cho lăng hàn cũng cam tâm tình nguyện ta nói này lăng đại sư người biết cách chọc cho người ta hận tới mức nào hiên viên định quốc đi đến bỏ lại vài phần chiến thư có người nói bích tiêu công chúa cũng đặc biệt bất mãn đối với ngươi đã từng có thị nữ nhìn thấy được ở thời điểm không có người nàng đọc tên của ngươi nghiến răng nghiến lợi hận không thể băm thịt của ngươi ra lăng hàn nhe răng nhếch miệng về phần tại sao không phải là trộm chút bảo quả thôi sao, yêu tộc các người có rất nhiều mà, ách, mấu chốt chắc hẳn là tại mấy cái nội y đi. Lăng Hàn quyết định, vậy kiên tuyệt đối không thể nhận. Đều là những ai khiêu chiến với ta, Lăng Hàn hỏi, hiện tại tổng cộng nhận được 7 lá chiến thư, chỉ có điều 6 lá đều không cần để ý tới, chỉ là vài tồn tại cực cốt cảnh, phần đặt cược lấy ra cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Chỉ có điều, người xem cái này một chút, hiên viên định quốc đẩy một lá chiến thư tới, Lăng Hàn cầm lấy vừa nhìn, chỉ thấy đây là Vũ Văn Hống gửi tới. Lần này lại muốn chừng 10 giây sau, Lang Hàn cười nói, sau khi xem xong chiến thư, hắn lại hừ một tiếng. Hóa ra Vũ Văn Hống căn bản không nhắc chút nào tới chuyện áp chế Tu Vi, thuần túy đưa ra khiêu chiến về phía hắn. Hắn có ưu thế lớn hơn một cảnh giới, hơn nữa còn lớn hơn người 6-7 tuổi. Cho nên cho dù thắng cũng không có khả năng thay yêu tộc cứu vãn tôn nghiêm. Hiên viên định quốc ở một bên phân tích nói, cho nên, ta cho rằng đây là Vũ Văn Hống muốn báo thù riêng. Hắn dừng một chút, nói, kết hợp với hận ý của Bích Tiêu Công Chúa đối với người trước đó, ta cho rằng, Vũ Văn Hống đây là đang ra mặt vì Bích Tiêu Công Chúa. Bích Tiêu Công Chúa là tu vi tầm bí cảnh, đây là sự thực. Chắc hẳn ở trong yêu tộc cũng không có mấy người biết. Cho nên, một công chúa đẹp như thiên tiên lại nhu nhược không có lực bị lang hàn khi dễ, người theo đuổi nàng sẽ trơ mắt ngồi nhìn sao. Chắc chắn sẽ không, cho nên, vũ văn hống lại tới khiêu chiến lăng hàn lăng hàn tiếp tục nhìn vũ văn hống đặt cược thật ra có giá trị xa xỉ đó là một cây thanh bích trúc thanh bích trúc mềm mại vô cùng lại bền vững kiên cố vô cùng là một loại nguyên liệu rất tốt ở rất nhiều chỗ đều có thể sử dụng được lăng hàn cười hắn đương nhiên sẽ không đồng ý cùng vũ văn hống đánh công bằng một trận điều này hoàn toàn chính là chịu ngược thôi đi chỉ xem như không nhìn thấy được tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải có quan hệ gì với bích tiêu công chúa mà không có ai biết hay không? hiên viên định quốc đột nhiên nói, vẻ mặt cũng đầy khinh thường. lang hàn kinh ngạc, ngươi thế nào lại đột nhiên thay đổi vậy? nhớ trước đây ngươi không phải là phong cách đáng khinh, đại hắc cầu còn không có xuất thế, căn bản không có ảnh hưởng tới ngươi. ngươi thế nào đột nhiên thật giống như thay đổi thành một người khác vậy? nhất định là vậy, nếu không bích tiêu công chúa làm sao có thể nghiến răng nghiến lợi đối với ngươi? hiên viên định quốc tự mình bổ não. Đáng giận a, à, vô thành vô tức lại tán được công chúa yêu tộc. Ta đố kỵ ngươi, khốn kiếp, đây chính là nữ thần của ta." Khóe miệng Lăng Hàn co quắp một chút, hắn tin tưởng Hiên Viên Định Quốc nhất định là uống nhầm thuốc. Hiên Viên Định Quốc rất nhanh lại rời đi, nhưng hắn chân trước mới vừa đi, chân sau lại có một người tới. Đây là một lão nhân mặc trang phục thái giám, tới lặng lẽ không một tiếng động, giống như quỷ mị, lại lặng lẽ xuất hiện như vậy, khiến cho bảy đứa trẻ hồ lô giống như gặp phải kẻ địch lớn đều chuẩn bị xong tình thần ra tay. Hóa ra là chu tiền bối, Lăng Hàn chắp tay, đây là lão thái giám chu kỳ, cường giả tầm bí cảnh. Không có một ai biết hắn ở trong hoàng cung đợi bao nhiêu năm. Thậm chí trước đó căn bản không có ai biết tới sự hiện hữu của hắn. Tầm bí cảnh, hiện tại có thể nói là người mạnh nhất dưới trần phong viêm, tự nhiên lại đồng ý tự phế cái kia đi làm thái giám. Không thể tưởng tượng nổi, chu kỳ đầu tiên nhìn về phía bảy hài tử thật ra hắn nhìn thấy được chính là sáu đứa trẻ hồ lô, cười nói. Người trẻ tuổi, người thực sự phúc trách thâm hậu, ngay cả phúc vận trời sinh đất dưỡng cũng bị ngươi gặp được. Lăng Hàn chỉ là cười ha hả, ngươi không nuôi hài tử không biết nuôi hài tử phiền lắm. Bảy tên tiểu quỷ đều cần người hầu hạ, quả thực chính là tiểu ma vương. Nhưng thật muốn nói ra, chẳng phải là chọc tới nỗi đau không căn của đối phương sao. Cho nên Lăng Hàn rất thức thời chỉ mỉm cười, nếu không chắc sẽ phải bị hành hung. Lão nô tuân lệnh của Bệ hạ đến, cho ngươi một món đồ khác. Chu Kỳ mở miệng, hắn đưa tay ra bàn xoa một cái, từ trong không trung có thêm một phần ngọc giản, vừa nhìn liền biết đã rất nhiều năm, lộ ra một khí tức cổ kính. Bệ hạ ban cho, Lang Hàn kinh ngạc, vị thánh hoàng này không phải đang bế quan sao? Ha ha, Bệ hạ có công tham dự tạo hóa, tuy rằng người đang bế quan, nhưng ý nghĩ không chỗ nào không thể tới. Chu Kỳ nói, trên mặt tràn ngập vẻ tôn sùng. Ngươi không biết có phải là mê luyến trần phong viêm, cho nên tự cam tâm cắt đi của quý, tiến vào trong cung, để có thể ở bên cạnh trần phong viêm trong thời gian dài. Lăng Hàn không khỏi dùng mình một cái. Hình ảnh này thật đẹp, hắn không dám nhớ lại nữa. Đây là cái gì, hắn hỏi, một môn trận pháp, Chu Kỳ nói, Bệ Hạ nói, ngươi tự mình tìm hiểu, không ai có thể giúp ngươi. Chỉ có điều, ở đây còn có chút nguyên liệu tạo ra trận cơ, còn có một chút máu. Chỉ cần ngươi có thể hiểu rõ môn trận pháp này liền có thể chế tạo ra hắn lại lấy ra một khối kim loại có kích cỡ đầu người còn có một cái hộp ngọc cho dù đang đóng nắp vẫn có thể nhìn thấy được có huyết khí khủng khiếp đang bốc hơi tạo ra trận pháp nguyên liệu trận cơ kia mực nước đều cần trận pháp càng cao cấp vậy càng cần nguyên liệu cao cấp hơn mực nước cũng phải sử dụng máu tồn tại cấp độ cao có thể nói bản thân trận cơ chính là vô cùng đắt giá trận pháp chỉ cần chế tác thất bại một lần vậy sẽ lãng phí cực lớn Chương 3835 Tuyệt đối công bằng. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn Chu Tiền Bối." Lang Hàn vội vàng nói. Chu Kỳ gật đầu, nói: "Bệ hạ quả thực có vài phần coi trọng đối với ngươi. Trong bình này chính là chứa bảo huyết của Yêu Hoàng, nếu như dùng, đủ để cho trình độ sinh mạng của ngươi nâng cao cực lớn. Bệ hạ không ban cho cho con trai con gái của hắn, lại tặng cho ngươi chế luyện trận cơ, hiển nhiên đối với ngươi tràn ngập chờ mong." Lang Hàn kinh ngạc, đây lại là máu của Yêu Hoàng? Xem ra, yêu hoàng không có khả năng đơn giản chỉ là cùng Trần Phong viêm luận bàn một chút, bị đánh cho một trận như vậy, mà là bị đánh thảm, đến mức còn bị lấy cả máu. Cũng đúng, nếu không đường đường lại yêu hoàng làm sao có thể hàng phục. Ta biết, Lăng Hàn gật đầu, Chu Kỳ nhìn thật sâu vào Lăng Hàn, hắn thật ra không rõ, vì sao Trần Phong Viêm lại coi trọng Lăng Hàn như vậy. Rõ ràng Hồng Thiên Bộ ở trên phương diện võ đạo càng ưu tú hơn, hơn nữa cảnh giới càng cao hơn không phải nên cố gắng bồi dưỡng hồng thiên bộ sao bệ hạ nói hành sự có thể không xấu hổ với bản tâm thì buông tay ra làm hắn lại thuật lại một câu lang hàn cười tính cách của trần phong viêm thật đúng là hợp tâm ý của hắn ừ hắn lại gật đầu một cái chu kỳ ho khan một chút nói lão nô no đi không cần tiễn hắn không cho lăng hàn tiễn thân hình thoáng động đã đi ra cửa lão thái giám đứng ở trên ngọn cây ánh mắt nhìn lướt qua lẩm bẩm nói kỳ quái thần thể tiên thiên kia đến cùng là ở chỗ nào. Rõ ràng đã tra xét lâu như vậy, lại vẫn không thể nào tìm được. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thần thể tiên thiên hắn tâm tâm niệm niệm thật ra lại ở dưới con mắt của hắn. Chỉ là căn bản không phải đứa trẻ vừa mới sinh ra, mà là một nam tử trưởng thành. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới trên người Lăng Hàn. Sau khi Chu Kỳ rời khỏi đó, Lăng Hàn liền bắt đầu nghiên cứu phần ngọc giản này. Phụ thân, máu này thơm quá, bảy đứa trẻ hồ lô lại leo đến trên bàn mỗi người đều sử dụng cái mũi người dựa vào máu cũng có thể ngửi thơm sao các ngươi là quỷ hút máu sao lang hàn vội vàng cầm cái bình lên nếu trần phong viêm coi trọng hắn như vậy hắn đương nhiên cũng phải chế tạo ra trận pháp này không làm thất vọng người ta thưởng thức cũng không thể để cho bảy nữ hài tử này uống được tất nhiên là đã bước lên tiên đồ nếu không máu không có khả năng loại bỏ tất cả mùi giống như đại đạo quỳnh tử đại hoa đưa ra lời bình nói nhị oa lại phát động đồng thuật nhìn một hồi nói ừ trong máu sức sống rất nhiều chứa một tia khí thức tiên đạo quả thực đã bước qua tiên môn ta ngã ở trước mặt những nữ hài tử này còn có bí mật gì có thể che nấp lăng hàn thở dài nói đây là nguyên liệu tạo ra trận cơ các người cũng không thể nghĩ cách a à, phụ thân bảy nữ hài tử đều ủ rũ lăng hàn rất yên tâm tuy rằng bảy hài tử đặc biệt bướng bỉnh nhưng nói một là một không cần lo lắng các nàng dùng tới âm mưu, dương mưu. Còn nữa, không quan tâm huyết dịch này quý tới mức nào, dù sao cũng là máu. Sau này cũng không cần nhớ thương, hắn nghiêm nghị cảnh cáo nói, biết, phụ thân, bảy đứa trẻ hồ lô lại gật đầu, lăng hàn lúc này mới yên tâm, thế gian mỹ vị rất là nhiều nhìn chằm chằm vào máu làm gì. Hắn bảo bảy nữ hài tử tự, tự mình đi chơi, sau đó bắt đầu nghiên cứu ngọc giản. Phía trên này ghi chép một trận pháp, gọi tuyệt đối công bằng. Rất đơn giản, sau trận pháp phát động, cảnh giới của tất cả mọi người trong trận pháp sẽ kéo đến cùng một cấp bậc. Trận pháp như vậy cũng không có gì kỳ lạ, đạo tông tiền cổ liền có trận pháp cổ như vậy, nhưng hiện hữu cũng chỉ là trận cơ, không có ai biết nên chết tạo thế nào. Hơn nữa, trận pháp này đặc biệt khổng lồ, chỉ có điều, cái ngọc giản này ghi lại tuyệt đối công bằng lại khác hẳn. Tuy rằng tổng cộng cần có 49 trận cơ, nhưng trận cơ rất nhỏ. Hơn nữa có thể bố trí ở trên trang phục hàng ngày. Một khi phát động, liền có thể kéo tất cả sinh linh trong phạm vi 10 trượng xuống một cảnh giới đồng nhất. Lấy cảnh giới thấp làm tiêu chuẩn, cho nên đây là tuyệt đối công bằng, hoàn toàn đánh một trận được trong cùng giai. Trận pháp đương nhiên là có giới hạn cao nhất, nhưng cao tới tầm bí cảnh. Hơn nữa còn hạn chế thời gian sử dụng, chỉ có thể duy trì liên tục trong 10 phút. Sau khi dùng qua một lần, cần phải có thời gian dài đến một ngày để bổ sung năng lượng. 10 phút, trong cùng giai có người nào không công bằng? Lang Hàn lộ ra vẻ tươi cười chỉ cần ta chế tạo ra trận pháp này là có thể đánh cùng vũ văn hống đánh một trận hắn tập trung ý chí nghiên cứu trận pháp cái này hết sức phức tạp chẳng những có vượt qua hiệu quả cực hạn của trận văn còn cần các loại trận văn tổ hợp vô cùng phức tạp với nhau người bình thường căn bản không có khả năng ghi nhớ điều này đối với lực tinh thần có yêu cầu rất cao lăng hàn lại siêng năng hứng thú của hắn trái lại bị treo lên hoàn toàn tập trung vào đó mãi đến khi lăng hàn cảm giác được mình đã cực kỳ đói bụng lúc này mới tỉnh lại, chợt cảm thấy thân thể trống rỗng một hồi. Hắn đi ra ngoài tìm đồ ăn, hắn phát hiện đã hai ngày trôi qua, khó trách hắn đói như thế. Dựa vào, hắn lãng phí hai lần thời gian tu luyện quý báu. Lăng Hàn ở trên quang não thiết lập một chút, mỗi ngày khi mặt trời vừa lên, đều sẽ có nhắc nhở, tuyệt đối không thể bỏ qua thời gian tu luyện. Sau khi ăn xong, hắn lại đi nghiên cứu trận pháp. Hắn không hổ danh là thiên tài trận pháp, 10 ngày trôi qua, hắn đã nắm giữ sơ bộ trận pháp tuyệt đối công bằng. Lăng Hàn bắt đầu thử vẽ, nhưng hắn không phải vẽ ở trên khối kim loại, cũng không có dùng bảo huyết của yêu hoàng, chính là vẽ trên giấy bình thường. Ba ngày trôi qua, hắn đã vẽ hỏng rất nhiều dấu, nhưng lòng tin cũng càng lúc càng cao. Ngày thứ năm, Lăng Hàn quyết định chính thức vẽ. Hắn đã mời hiên viên định quốc tới hỗ trợ, mời khối kim loại kia ra, chế tạo thành 49 khối có kích thước giống như ngọc bội. Lăng Hàn mở bình ra, nhất thời, một làn khí bay lên dung hòa cùng thiên địa. Đó chính là hình dáng của một con linh hầu hóa thành, rất sống động, đồng thời cũng có một mùi thơm ngát thoảng bay tới. Thật sự đúng là có chút thơm, bây giờ Lăng Hàn mới hiểu được vì sao bảy nữ hài tử lại thèm nó như thế. Bởi vì ngay cả hắn cũng có phần muốn uống. Chương 3836, ứng chiến. Đáng tiếc, đây là máu. Lăng Hàn lắc đầu, hắn tuyệt đối không làm dã nhân, không làm cầm thú. Hắn dùng bút lông chấm vào máu, bắt đầu vẽ trận văn cần hoàn thành liền một mạch, nếu cắt ngang khi chưa hoàn thành, sẽ ảnh hưởng đối với việc liên kết đại thế của trời đất, do đó ảnh hưởng tới uy lực của trận pháp. Khối thứ nhất, thành công. Khối thứ hai, thành công. Khối thứ ba, khối thứ chín, thất bại. Lăng Hàn không khỏi đau lòng. Thất bại một lần tuy rằng không sẽ phá hỏng bản thân trận cơ, nhưng lãng phí mực. Đây chính là bảo huyết. Lăng Hàn rửa khối trận cơ này, lau khô sau đó một lần nữa bắt đầu vẽ. Đầu tiên phải rửa đi vết máu, bằng không một khi khô sẽ rửa không sạch, vậy sẽ trở thành tì vết nào đó, ảnh hưởng tới uy lực của trận cơ. Trở lại, trở lại, Lăng Hàn lại tiến vào trạng thái mất ăn mất ngủ, mặc dù có quang não nhắc nhở, hắn vẫn không có chú ý tới, lại bỏ lỡ một lần mặt trời lên. Thật may, 49 khối trận cơ đã tạo thành. Hắn đặt trận vách đá dựng đứng lên những nguyên liệu đặc biệt này, cứng rắn vô cùng, không sợ trọng lực đả kích. Bằng không cho dù kéo đối thủ đến cực cốt cảnh, vậy đối phương đánh nổ vài cái trên trang phục của hắn trận pháp không phải sẽ bị phá sao đi thử một chút lăng hàn đi học viện gọi tiểu thị nữ trở về bắt đầu kiểm tra trận pháp om hắn phát động trận pháp một lực lượng vận chuyển trao đổi với thiên địa lập tức hình thành một loại áp chế vượt qua tất cả tu vi của lăng hàn lập tức bị cứng rắn giảm rơi biến thành thất biến hoán huyết cảnh tương đương cùng tiểu thị nữ chỉ có điều tiểu thị nữ chỉ có nhị biến hắn lại là thất biến điều này nói rõ thật ra cũng không phải là tuyệt đối công bằng chỉ là công bằng trên đại cảnh giới đủ rồi tâm niệm lang hàn thoáng động bắt heo béo qua hắn muốn biết tu vi của con heo béo chí ít cũng biết là cao hay thấp cổ quái chính là loại áp chế này rơi vào trên người con heo béo cũng không có chút hiệu quả nào nói cách khác nó coi như là không tồn tại trận pháp không nhìn thấy nó cổ quái quỷ dị trên người con heo này rốt cuộc che giấu bí mật gì lợn chết người nếu có thể mở miệng nói thì tốt rồi. Lăng Hàn thở dài, trong lòng thoáng động, có thể từ chỗ yêu tộc chuẩn bị một quả hóa hình để cho con heo này ăn hay không? Có thể hóa thành hình người hay không cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là có thể mở miệng nói. Hắn tìm được hiên viên định quốc, bảo đối phương truyền lời về phía yêu tộc, nói là hắn đã đáp ứng thư khiêu chiến của Vũ Văn Hống, ở chính ngọ ngày thứ ba khai chiến. Tin tức truyền ra, đế đô lại giấy lên một chấn động không nhỏ. Vũ Văn Hống là ai? thiên tài yêu tộc, tu vi minh văn cảnh, nhưng chiến lực có thể đạt tới khai khiếu cảnh, được yêu tộc cho là tuyển thủ có thể đánh ngã hồng thiên bộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng hàn tiểu gia hỏa này vừa dảo bước tiến lên cực cốt cảnh lại muốn khiêu chiến với quái vật khổng lồ như vậy. Đây không phải là tìm đánh sao. Nhìn trong lịch sử, cho dù từ văn hiến cổ đại, cũng không có thiên tài nào nắm giữ chiến lực vượt qua hai cảnh giới lớn. Cho nên, Lăng hàn chắc chắn phải bại, nhưng đã chắc chắn bại còn muốn ứng chiến, đây là đầu óc hồ đồ sao? Đám người giống như liên tuyết dung, Ân Tú Tinh đã chạy tới tìm hắn, bảo hắn không nên ứng chiến, làm vậy dù sao cũng sẽ không có khả năng có phần thắng. Nhưng Lăng Hàn làm sao có thể nghe theo? Rất nhanh, Vũ Văn Hống liền đưa ra lời đáp lại, "Chiến." Một ngày trôi qua, tuyệt đối công bằng đã có thể một lần nữa sử dụng. Lăng Hàn cười, tất cả mọi người cứ chờ giật mình kinh ngạc đi. Đêm đó trôi qua, Lăng Hàn tu luyện trước một lần, sau đó xuất phát đi tới phủ đệ của Bích Tiêu công chúa. Đúng vậy, quyết chiến ở chỗ này tiến hành, lúc Lăng Hàn đến, chỉ thấy ở đây người người tấp nập. Ngoại trừ thế hệ trẻ yêu tộc ra, cũng không ít nhân vật lớn nhân tộc tới đây. Thậm chí Lăng Hàn còn thấy được đám người Thất hoàng tử, Tam hoàng tử. Hắn từng giao tiếp tương đối nhiều với Thất hoàng tử, biết đây là một nhân vật có bản chất kiêu hùng. Nhưng Thất hoàng tử lại có thể chạy đến đây, thời điểm hắn nhìn về phía Bích Tiêu công chúa còn lộ ra vẻ mặt ái mộ. Điều này làm cho Lăng Hàn giật mình, dựa vào, mị lực của công chúa yêu tộc này cũng quá lớn. Khiến cho thất hoàng tử một kiêu hùng dã tâm bừng bừng này cũng hóa mềm. Bích tiêu công chúa khẽ cười khanh khách, mị lực vô cùng, dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, trở thành trung tâm của mọi người, khiến mỗi người đều cảm thấy được nước mắt nhìn nàng thêm một cái cũng là quang vinh, mị lực quả thực lớn. Lăng Hàn đến, không biết là ai nói ra một câu, lúc này ánh mắt của mọi người mới từ trên người bích tiêu công chúa thu hồi lại, chuyển sang nhìn Lăng Hàn. Vũ Văn Hống lớn bước ra ngoài, nói, nào, tốc chiến tốc thắng. Lăng Hàn cười, nói, 10 giây sau, nhất thời, sắc mặt Vũ Văn Hống trở nên được ửng hồng. Trước đó hắn và Lăng Hàn ước chiến, muốn ở trong vòng 10 giây giết chết Lăng Hàn. Nhưng đầu tiên là con heo sữa, tiếp đó lại là tam hoa, đều có thể dễ dàng chống đỡ hắn được 10 giây. Thời điểm tới lượt Lăng Hàn, đối phương nhiều lần lấy ra thủ đoạn, trận pháp gì đó, bảo giáp gì đó, dùng nhiều cách thức mấy lần chống đỡ 10 giây của hắn. Hiện tại Lăng Hàn nhắc tới 10 giây này, hiển nhiên là đang chê cười hắn. Ngươi sẽ hối hận, Vũ Văn Hống lạnh lùng nói. Theo trực giác hắn cho rằng, Lăng Hàn làm chuyện gì đó khiến cho Bích Tiêu công chúa phải nổi giận. Điều này làm cho hắn người ái mộ trung thành trong lòng khó chịu tới cực độ. Lăng Hàn, phải chết, tiền đặt cược, Lăng Hàn hỏi, Vũ Văn Hống lấy ra một cây trúc màu xanh lục, tổng cộng chỉ có 3 đoạn, dài chừng 3 thước, hắn đặt gậy trúc để ở trên bàn đá bên cạnh, cười lạnh nói ngươi cầm được đi sao? không đủ, còn phải thêm một quả hóa hình. Lang Hàn nói. Vũ Văn Hống nhất thời tức giận. tiểu tử ngươi cũng quá tham đi. hơn nữa, quả hóa hình ở trong yêu tộc cũng là vật rất chân quý. bởi vì yêu tộc có trăm vạn chiến sĩ, có khả năng biến hóa cũng chỉ có nghìn người. bên trong yêu tộc còn phân không đủ, ngươi cũng muốn chia một chén súp? nhỏ mọn như vậy a? À. vậy thì thôi, đừng đánh nữa. Lang Hàn lắc đầu, xoay người muốn đi. ngươi đứng lại. Vũ Văn Hống liền vội vàng kêu lên, Lăng Hàn có thể không biết xấu hổ như vậy, hắn lại làm sao có thể cam tâm. Chương 3837, tàn ngược, Vũ Văn Hống lại bỏ thêm một quả hóa hình, cũng may hắn là thiên tài yêu tộc, nếu không cũng không có khả năng ở dưới điều kiện bản thân đã biến hóa còn có một quả hóa hình. Hắn tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại suy nghĩ một chút, dù sao hắn nhất định thắng, cần phải lưu ý sao? Vũ Văn Hống cũng không quan tâm Lăng Hàn đặt cược cái gì dù sao mục tiêu của hắn chính là đánh lăng hàn tốt nhất là có thể phế bỏ nhân tộc này có thể hắn trầm giọng hỏi lăng hàn nghe răng cười dùng ngón tay móc một cái đến đây đi vũ văn hống đi nhanh về phía lăng hàn ầm uhm, hắn hoàn toàn phóng ra khí thế của bản thân từ hoán huyết cực cốt đi thẳng đến minh văn hắn đã từng trải qua ba lần trình độ sinh mạng nhảy vọt cực lớn ở trên bản chất vượt xa so với lăng hàn nhất là minh văn cảnh cơ quan nội tạng ở bên trong thân thể có khắc bức tranh đạo văn thiên địa, có thể thu nạp, dẫn động lực lượng thiên địa, chiến lực nhảy vọt vô cùng khủng khiếp. Hắn thỏa thích đẩy mạnh chiến lực của bản thân, như vậy một khi ra tay, hắn sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đánh bại Lăng Hàn, sẽ không cho đối phương một chút cơ hội nào. Chẳng qua là nhân tộc mà thôi, hắn khinh thường nói, những lời này khiến cho đám người nhân tộc đều biến sắc, lộ ra một sự buồn bực. Người chỉ là một thần tử của Hàn Quốc còn dám mở miệng nói ra những lời ngung cuồng như vậy nhưng dựa vào bản tâm mà nói, bên trong minh văn cảnh, ngoại trừ hồng thiên bộ ra, còn có ai có thể cùng hắn chống đỡ. Yêu tộc ở dưới tiên đồ quả thực mạnh mẽ, về điểm ấy phải thừa nhận, lang hàn mỉm cười, chỉ riêng lời này của ngươi, ta nhất định đánh cho ngươi khóc mới thôi. Mơ mộng hảo huyền, vũ văn hống đi càng lúc càng gần, thân thể rõ ràng cao giáo không vạm vỡ, bên trong lại thật giống như ẩn giấu một con rồng lớn, tản ra khí tức hùng hồn vô cùng. Hiện tại, nên tỉnh mộng rồi, hắn phóng tới, một quyền đánh về phía lăng hàn lăng hàn tâm niệm thoáng động tuyệt đối công bằng lập tức phát động om một lực lượng trí cao di chuyển bên trong khu vực người trượng tất cả công bằng cái gì vũ văn hống không khỏi kinh ngạc la lên thất thanh bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình tự nhiên giảm xuống thẳng tắp đúng là rơi đến cấp bậc cực cốt cảnh lục cốt không sai hắn ở cực cốt cảnh cũng phá tan cực hạn bằng không làm sao có thể đủ yêu nghiệt đến mức chiến đấu cùng với hồng thiên bộ hắn lập tức chấn tĩnh lại Cực cốt lục dai lại như thế nào, hắn vẫn chiếm ưu thế cực lớn, ở trên trình độ sinh mạng vượt xa so với lăng hàn. Hắn hét lớn một tiếng, thế sông tới vẫn không ngừng, vẫn là một quyền đập tới. Tình huống gì vậy, tại sao khí thế của Vũ Văn Hống thoáng cái giảm xuống nhiều như vậy? Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, loại cao thủ giống như như tam hoàng tử lại lập tức hít mắt lại. Bọn họ thấy được nhiều thứ hơn, đôi mắt đẹp của bích tiêu công chúa trở nên căng thẳng. Nàng đã đoán được nguyên nhân, cốt cho ta. Lăng Hàn quát lớn một tiếng, hắn cũng ngừng tụ lại một quyền, nghênh đón về phía Vũ Văn Hống. Hai lực lượng va chạm vào nhau, nhất thời dẫn phát sóng kịch liệt. Lực quyền của Vũ Văn Hống lập tức vỡ nát, lực quyền cường thế Lăng Hàn đẩy mạnh nghiền ép qua, ầm một tiếng, Vũ Văn Hống lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Lăng Hàn cất bước liền đuổi theo, tuyệt đối công bằng có hạn chế khu vực bao phủ, hắn không thể để cho Vũ Văn Hống rời khỏi mình 10 trượng. Bằng không tu vi của đối phương sẽ khôi phục, veo dưới tốc độ nhanh chóng gấp 3 lần vận tốc âm thanh lăng hàn đã đuổi kịp vũ văn hống lại là một quyền đánh tới vũ văn hống đón đỡ nhưng ở dưới lực lượng 50 tầng yêu hầu quyền trồng chất hắn ngăn cản thế nào được ầm hắn lại bị đánh bay ra lăng hàn đuổi theo hai tay đánh ra không ngừng ầm 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 vũ văn hống nhất thời chỉ còn lại kết cục bị đánh tơi bời trong cùng giai đánh một trận lăng hàn vô địch là không cần điều kiện vũ văn hống lại như thế nào hãy còn cao năm cảnh giới nhỏ thì lại như thế nào đây chỉ là một bên tàn ngược tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ai có thể nghĩ tới điều này lẽ nào lăng hàn mạnh đến mức đã nghịch thiên có thể nhảy qua hai cảnh giới lớn vẫn là vô địch nhìn trên người của hắn có ánh sáng huy di chuyển có người lo lắng nói nói ra chân tướng đó là bảo giáp phía trên bố trí một trận pháp cứng rắn kéo tu vi của vũ văn hống đến cực cốt cảnh nói cách khác đây là cực cốt cảnh đánh một trận công bằng không vũ văn hống thật ra còn có ưu thế hiện tại hắn cũng không nhất cốt mà là ngũ cốt cho dù như vậy hắn vẫn không địch lại điều này không phải có thể nói rõ lang hàn mạnh đến mức nghịch thiên mọi người đưa mắt nhìn nhau đều nói không ra lời vũ văn hống lại muốn khiêu chiến hồng thiên bộ hai người đều là minh văn cảnh điều đó có thể thấy được vũ văn hống có lòng tin tràn đầy tới mức nào nhưng bây giờ lang hàn và vũ văn hống đều là cực cốt cảnh hơn nữa Vũ Văn Hống còn chiếm ưu thế mấy cảnh giới nhỏ, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Đây là thiên tài thế nào? Không có ai biết, Lăng Hàn lại đột phá thất biến. Điều này thậm chí dẫn động thiên địa dị tưởng, ngay cả thiên địa cũng bị kinh động, có thể thấy được bước này vượt qua là kinh khủng tới mức nào. Lúc này mới khiến cho Lăng Hàn nắm giữ tự tin tuyệt đối, đánh một trận cùng dai, không có bất kỳ điều kiện gì, hắn tuyệt đối vô địch. Sự thực cũng quả thật là như vậy, Lăng Hàn truy kích, trong lúc hai tay vung ra công kích, lực lượng khủng khiếp điên cuồng phun ra. Cho dù là Vũ Văn Hống lại như thế nào, cũng chỉ có thể chịu đòn, 10 phút cũng đủ hắn đánh đối thủ này thành cặn bã. Thật ra nhiều lắm 5 phút mà thôi, Bích Tiêu Công Chúa đã hô ngừng chiến đấu, thay mặt Vũ Văn Hống chịu thua. Thực sự không đành lòng nhìn, đây là hoàn toàn được đơn phương tàn ngược, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đưa mắt liếc nhìn đám người yêu tộc, thản nhiên nói. Còn có ai muốn đi gặp ta khiêu chiến? Lúc này hắn dễ dàng chiến thắng Vũ Văn Hống, khí thế ép ra, giống như một vị đại ma thần, ép tới trong lòng mỗi người đều cảm thấy nặng nề, hoàn toàn không thở nổi. Ha ha, Lăng Hàn cầm lấy gậy trúc và quả hóa hình trên bàn đá, nghênh ngang rời đi. Không có ai biết, thời gian 10 phút sắp đến, lại có cường giả khiêu chiến về phía Lăng Hàn, tuyệt đối công bằng sẽ không có tác dụng nữa. Chương 3838, kế ly gián 1. Chỉ có điều Lăng Hàn mặc dù rời đi, ném lại quả bom nặng ký này lại khiến cho mọi người đều xôi trào. Người này lại có thể kéo cảnh giới của người khác đến cùng trình độ với hắn. Hắn trong cùng giai chiến lược vô song, ai có thể địch nổi. Đây không phải là vô địch sao, làm sao có thể có trận pháp như vậy, chẳng phải là để cho người khác khổ luyện hóa thành bọt nước sao. Người cực cực khổ khổ tu luyện tới cảnh giới tuyệt cao, nhưng một trận pháp của người ta lại đánh cho người rơi xuống đáy cốc. Bảo ai có thể tiếp nhận được điều này bích tiêu công chúa trầm ngâm nói đây là trận tuyệt đối công bằng một loại trận pháp bản đơn giản hóa để áp chế cảnh giới vốn là trận pháp cỡ lớn của tông môn cổ đại dùng để lựa chọn đệ tử ưu tú nhưng có trận sư thiên tài tuyệt diễm đơn giản hóa có thể vẽ vào ở trên trang phục và đồ dùng hàng ngày ảnh hưởng những người đứng gần đó chỉ có điều khu vực ảnh hưởng có hạn thời gian tác dụng cũng có hạn cũng không quá nửa giờ nàng mặc dù nói cũng không phải hoàn toàn tinh chuẩn nhưng đã có thể xưng là uyên bác không hổ danh là bích tiêu công chúa thực sự quá uyên bác hóa ra thời gian trận pháp này kéo dài có hạn thảo nào sau khi ném ra một câu liền chạy bởi vì nếu lại có người khiêu chiến với hắn trận pháp liền không có cách nào phát huy dựa vào tự nhiên bị ra hỏa kia hù dọa đám người yêu tộc đều hối hận không thôi đám hoàng tử hùng tài đại lược giống như tam hoàng tử thất hoàng tử lại nhìn về phía bích tiêu công chúa thêm mấy lần bọn họ đều chưa từng nghe nói qua về loại trận pháp tuyệt đối công bằng này nếu không phải đây là từ trong miệng của bích tiêu công chúa bọn họ nhất định sẽ tưởng là chuyện bịa đặt nữ tử này thực sự uyên bác lòng ái mộ của bọn họ lại sống lại nữ tử bình thường lại đẹp vậy nhiều lắm chỉ khiến cho bọn họ nhất thời nổi lên hứng thú nhìn quen cũng lại bình thường nhưng một mỹ nữ có suy nghĩ lại không giống vậy sẽ hình thành nghị lực đặc biệt của riêng mình thời gian lâu dài càng say lòng người phải biết rằng ý của yêu hoàng là gả bích tiêu công chúa cho một trong các hoàng tử cho nên bọn họ đều có tư cách trở thành vị hôn phu của bích tiêu công chúa lúc này tâm tư của bích tiêu công chúa lại hoàn toàn không đặt ở trên người của bất kỳ một hoàng tử nào mà là đang suy nghĩ lang hàn lấy nhận được từ đâu ra trận pháp tuyệt đối công bằng này đây là trận pháp cực cao dai thậm chí có thể nói là trận pháp mạnh nhất dưới tiên đồ lang hàn là vừa vận nhận được bảo y có kèm theo trận pháp vẫn là do chính hắn tạo ra không đây cũng là điều thứ yếu vì sao bởi vì vừa rồi thời điểm trận pháp khởi động, nàng thoáng cảm ứng được, đây là trên huyết mạch. Nhưng một nhân tộc vì sao có thể làm cho nàng phát ra cảm ứng huyết mạch? Trận pháp tạo ra cần phải có máu tươi. Hiện nay muốn chế tác trận pháp cao cấp nhất dưới tiên đồ, người có thể cung cấp loại máu tươi này lại chỉ có thể là hai người. Trần Phong Viêm, Yêu Hoàng. Hết lần này tới lần khác nàng biết, Yêu Hoàng đã từng bị Trần Phong Viêm ép lấy máu. Cho nên, những điều này tổng hợp lại, khiến cho nàng tin tưởng đây là trận pháp lang hàn vừa chế luyện ra. Nguyên liệu có được lại là máu tươi đến từ phụ thân của nàng. Trọng điểm là Lăng Hàn hiện tại có thể tạo ra trận pháp đẳng cấp cao như vậy. Nàng biết Lăng Hàn đã là trận sư cấp tông sư, cũng chính là trận sư cấp tứ tinh trong văn minh đời trước. Nhưng muốn chế tạo ra trận pháp tuyệt đối công bằng này, này phải là trận sư cấp thất tinh. A, à, thiên phú của nhân tộc này cũng thật đáng sợ. Không được, nhân tài này nhất định phải chiêu mộ qua. Nếu như không thể, vậy cũng phải giết chết, tuyệt đối không thể lưu lại cho nhân tộc nếu không một khi hắn nhảy vào tiên đồ uy lực của trận sư sẽ hoàn toàn thể hiện ra đến lúc đó sợ rằng có khả năng không có cách nào giết chết tiên sư đã ngoài tiên đồ thay đổi như trong chóng che tay làm mưa theo bọn họ sơn hà mặt đất chính là trận cơ thậm chí tinh thể trong vũ trụ cũng có thể trở thành đạo cụ của bọn họ lấy tinh thể làm cơ sở ngay cả mặt trời cũng có thể đập nát trong nháy mắt mà thôi bích tiêu công chúa đã quyết định ra được sách lược lang hàn chỉ có hai lựa chọn hoặc là quy thuận yêu tộc hoặc là chết sau khi lăng hàn trở lại nơi ở liền bắt con heo háo sắc qua đưa quả hóa hình tới nào phần thưởng của ngươi hắn cười nói con heo béo cười diễu cợt heo đại gia muốn ăn thì ăn còn cần ngươi thưởng sao nó ngửi vài cái sau đó cắn lên quả hóa hình lại ăn sau khi ăn xong nó chép chép miệng nhìn về phía lăng hàn một quả quá ít có còn hay không đây là quả hóa hình ngươi tưởng là quả đào sao Lăng Hàn đập lên đầu con heo một cái, heo háo sắc làm trạng thái ôm đầu, cho dù không đau cũng phải giả vờ đáng thương một chút, sau đó dùng ánh mắt khổ lớn thù thâm nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Vẫn là không biết nói, Lăng Hàn thở dài, người đây là ngu xuẩn đến trình độ nào, ngay cả quả hóa hình đối với người cũng vô hiệu, con heo béo hừ hừ, rất cao ngạo, thôi đi, thật sự không nên mong đợi gì đối với người nữa. Lăng Hàn lắc đầu, hắn mở ra quang não, xem lướt qua tin tức, thiên tài yêu tộc xuất hiện rất nhiều minh văn cảnh khai khiếu cảnh thậm chí tầm bí cảnh đều có hắn phải mau chóng nâng cao tu vi nếu không bao giờ trong đầu cũng có cảm giác không an toàn đúng vậy có trần phong viêm trấn thủ yêu tộc không dám làm loạn nhưng trần phong viêm trước đó vẫn không ràng buộc yêu tộc cũng dường như muốn nói hắn chỉ có thể làm đến mức như vậy người trung quy phải dựa vào chính mình cho nên hắn ở lại đế đô nói là không có khả năng có nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu thật sự bị yêu tộc khi dễ cũng chỉ có tự mình nuốt xuống không có người nào thay hắn ra mặt mà muốn tăng tu vi lên thật nhanh vậy chỉ có đi di tích cổ mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên hắn nhìn tư liệu hiện tại có thật nhiều tin tức nói trong các ngọn núi lớn có nhiều tầng địa chấn phát sinh địa phương hiểm yếu còn có ánh sáng rực rỡ trùng thiên nhưng các loại tin tức thật thật giả giả cũng không biết tin nào là thật tin nào là giả lang hàn quyết định xuất động theo cảnh giới nâng cao Hiện tại hắn muốn mua được bảo vật thích hợp cho mình tu luyện đã càng ngày càng ít, không phải vấn đề giá cao hay thấp, mà là không có ai sẽ bán ra. Chương 3839, kế ly gián thai. Hắn tiến hành sàng lọc, muốn chọn một nơi để triển khai hành động. Nhưng ngày hôm sau, Bích Tiêu công chúa lại tới đây thăm hỏi. Nàng không có gì trọng điểm, chính là cùng Lăng Hàn nói lung tung. Quả thực chính là mặt dày mày dạn, thật sự tốn của Lăng Hàn thời gian nửa ngày. Mãi đến khi lúc nửa đêm nàng mới giống như ở trong mộng bừng tỉnh từ biệt rời đi nữ nhân này bị quỷ nhập vào người sao lang hàn không có để ý tới nhưng thời điểm sầm tối ngày hôm sau công chúa yêu tộc này tự nhiên lại tới hơn nữa một lần tới liền ở lại rất lâu cũng đến nửa đêm mới rời khỏi đó đến ngày thứ ba hiên viên định quốc tìm tới tiểu tử ngươi thực sự không có suy nghĩ hắn đổ ập xuống một hồi ngươi cùng bích tiêu công chúa cũng đã thành đôi thành cặp lại còn gạt huynh đệ chuyện gì vậy sau khi lăng hàn sửng sốt cuối cùng mới biết được dụng ý của bích tiêu công chúa hai ngày nay tìm tới chỗ hắn nói lung tung nữ nhân này là muốn để cho tất cả mọi người hiểu nhầm quan hệ của nàng và mình đã vô cùng mật thiết nếu không làm sao có thể đợi cho tới khi khuya khoát mới rời khỏi loại hiểu nhầm này có ý nghĩa thế nào rất đơn giản khiến cho người khác đố kỵ nhất là những hoàng tử kia bởi vì yêu hoàng nói muốn gả bích tiêu công chúa gả một vị hoàng tử nào đó nhưng hiện tại hắn lại là giữa đường cầm đao sông tới cướp, những hoàng tử kia sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như tướng mạo bích tiêu công chúa bình thường, các hoàng tử này có lẽ sẽ không để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại đẹp như thiên tiên. Ngay cả đám hoàng tử hùng tài đại lược giống như thất hoàng tử cũng phải động tâm tư. Như vậy truyền ra lời đồn hắn và bích tiêu công chúa có quan hệ thân mật, lại sẽ mang đến nhiều phiền phức cho lăng hàn. Đúng vậy, Trần Phong viêm chấn thủ, không có yêu tộc nào dám ở ngoài mặt động thủ đối với lăng hàn nhưng nhân tộc thì sao? giống như các vị hoàng tử cũng sẽ không có băn khoăn như vậy. lăng hàn rất thiên tài lại là hai tầng đại tông sư chỉ cần là những hoàng tử có ý chí đặt ở đế vị chắc hẳn sẽ ưu tiên suy nghĩ thu hắn làm thủ hạ. nhưng bây giờ bích tiêu công chúa đã khiến cho những hoàng tử kia mê mẩn thần hồn điên đảo, rốt cuộc là muốn thủ hạ hai mỹ nhân đây. nếu như là đế vị vậy người như thất hoàng tử nhất định sẽ buông tha mỹ nhân nhưng lang hàn chỉ là một lá bài giúp đỡ leo lên đế vị như vậy có thể so sánh cùng mỹ nhân tuyệt thế sao dựa vào nữ nhân này sử dụng mỹ nhân kế lại thêm kế ly gián chỉ là đối tượng mê hoặc không phải là mình mà là kéo thù hận tiểu nương da dày người thật đúng là ngoan độc lang hàn trầm ngâm ngay cả hiên viên định quốc cũng nghĩ bích tiêu công chúa và hắn rất tốt vậy lấy tốc độ thông tin nhanh nhạy của đám người thất hoàng tử khẳng định còn biết được tin tức sớm hơn nữa hiện tại hắn đứng ra giải thích cũng không có ý nghĩa gì bởi vì ngươi nói không có ý tứ gì đối với người ta, vậy vì sao công chúa yêu tộc lại đợi tới lúc nửa đêm mới rời khỏi? Trên thực tế, một cường giả tầm bí cảnh cứ ý ra không đi, Lăng Hàn có biện pháp nào? Nhưng ngoại trừ Lăng Hàn, ai biết được công chúa yểu điệu này lại là cường giả tầm bí cảnh? Hiên viên định quốc nói liên tục, Lăng Hàn cũng không để ý tới. Gia hỏa này hiểu nhầm hay không hiểu nhầm, Lăng Hàn cũng không quá để ý thật sự sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Lăng Hàn chính là đám thất hoàng tử trong tay nắm thực quyền, thực lực bản thân lại tồn tại sự khủng khiếp không thể so sánh. Ở trong đế quốc, ngoại trừ bốn đại soái gia, cho dù là đám người nghị sự trưởng, Hồng Thái Sư cũng không được phép nắm giữ binh sĩ riêng. Nhưng hạn chế như thế lại không áp đặt ở trên người các vị hoàng tử. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài lực và mị lực, tùy ngươi lớn mạnh thực lực của mình thế nào cũng được. Điều này giống như là Trần Phong Viêm có ý định thử thách những người con trai của mình, khiến cho bọn họ đi cạnh tranh, do đó tuyển chọn ra một người thích hợp nhất để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Các hoàng tử có thứ tự phía sau, thứ nhất thiên phú không tốt, thứ hai cũng bỏ lỡ điều kiện ở thời kỳ phát triển tốt nhất, hoàn toàn có thể không đáng kể tới. Nhưng những hoàng tử có thứ tự sát đầu, nhất là 10 người hoàng tử đứng đầu, người nào cũng có thực lực cường đại, thủ hạ cũng nhiều nhân tài. Cho nên, nếu như bị thất hoàng tử bọn họ nhằm vào, Lăng Hàn sẽ rất phiền phức. Thật may chính là Thực lực của hắn bây giờ đã có thể quét ngang Minh Văn. Cho dù là thất hoàng tử bọn họ có thể nắm giữ thủ hạ khai khiếu cảnh sao? Có lẽ cũng có, nhưng tuyệt đối là hiếm có như lông phượng và sừng lân. Lang Hàn có thể dựa vào tuyệt đối công bằng kéo thấp cảnh giới đối phương, dễ dàng tuyệt sát. Nhưng nếu như mấy hoàng tử liên thủ ra chiêu về phía hắn, vậy thì phiền toái. Dù sao tuyệt đối công bằng chỉ có thể sử dụng 10 phút, cũng giống như huyết khí sôi trào, một khi mở ra lại không có cách nào bỏ dở tiểu nương mặt dày này, ở trong lòng lăng hàn thầm tính toán, rốt cuộc phải giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào. Nhưng hiên viên định quốc mới vừa đi, thất hoàng tử lại chân sau đã đi tới. Ra mắt điện hạ, lăng hàn ôm quyền, thất hoàng tử gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói. Lăng hàn, cô vương đối với ngươi như thế nào? Đây tính là cái gì? Lăng hàn cười, điện hạ đối đãi không tệ, trước đó quả thật rất tốt, còn đưa mình một môn lôi quang quyền. Nhưng yêu tộc tiếp cận, hắn lại là làm ra lựa chọn bo bo giữ mình, khiến cho Lăng Hàn thấy rõ bản chất kiêu hùng hắn, theo bản năng cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Thất hoàng tử trầm ngâm một hồi, nói, cô vương gần đây nghe được một ít lời đồn, không biết điện hạ nghe được lời đồn gì. Lăng Hàn hỏi, trong lòng có chút mệt mỏi, người có vấn đề sao không nói thẳng ra đi, vòng tới vòng lui như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao, sẽ gây nghi ngờ là kéo dài thời gian làm trò. Thất hoàng tử liếc mắt nhìn hắn một cái. Nghe nói ngươi và Bích Tiêu công chúa qua lại rất gần. Không thể nào, Lang Hàn phủ định hoàn toàn. Thất hoàng tử gật đầu, tốt nhất như vậy, ngươi phải biết rằng, công chúa yêu tộc là tới hòa thân, chỉ có thể gả cho một vị hoàng tử. Nếu như ngươi chặn ngang một bước, sẽ khiến cho người ta cười nhạo ngươi không biết lượng sức, còn làm cho tất cả hoàng tử đều xem ngươi là kẻ địch. Đây là uy hiếp trắng trợn.